10 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565, tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021, bước sang năm 2022, chủ đề những lời Phật dạy về tâm an tịnh, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp chương trình. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính thưa đại chúng, bài tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang năm 2022. Một, đại dịch và đời sống tinh thần. Hai, sự chết và người quen xa gần qua cái nhìn của người con Phật. Ba, khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống. Bốn, sống với chính mình. Năm, thời gian và nhận thức. Sáu, những lời Phật dạy về tâm an tịnh. Bảy, cái gì thực sự quan trọng khi nói về tương lai. Dạ, sau đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi điều hợp chương trình cho ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, xin được nhắc cô Phong Lan cũng như xin đề trì và tất cả quý vị cùng ban điều hành là chúng ta không cần đọc bảy cái chủ đề cho bảy ngày sinh hoạt, nhưng mà chúng ta cần đọc cái nội dung ở trong ngày. Thì thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm 2022, chúng ta khởi đầu một năm mới dương lịch. Có lẽ là trong văn hóa Việt Nam ngày xưa đó, thì đầu năm dương lịch không có quan trọng bằng đầu năm âm, và hôm nay cũng vậy. Thật ra thì chúng ta ít khi nghe kiêng cử trong những ngày Tết dương lịch, mà chúng ta nghe kiêng cử trong ngày Tết âm lịch nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế, đó là càng ngày thì người Việt Nam cũng giống như cả thế giới thì càng sử dụng cái cột mốc thời gian qua dương lịch, và chúng ta cũng gọi là tây lịch hay là công nguyên.
để trở thành một cái quy ước về niên lịch ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ít nhất là trên phương diện hành chính, tài chính và nhiều thứ khác nữa thì chúng ta phải dùng tới năm dương lịch. Thì như vậy hôm nay, ngày 1 tháng Giêng là ngày đầu tiên của năm 2022. Thứ gì, thông thường người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt. Do vậy, người ta hay mong mỏi rằng sự khởi đầu của một năm mới, dù là năm âm lịch hay năm dương lịch, thì đều là tốt lành hay là cát tường, may mắn, thành công thịnh đạt. Nói một cách khác là thành tựu được những điều như ý nguyện của mình. Và đằng sau đó là niềm hạnh phúc của thành công, hạnh phúc của thắng lợi, hạnh phúc của thành đạt. Và nếu hạnh phúc mà được nói gần với Phật học thì chúng ta có chữ xuất khác. Có khi chúng ta dịch là hạnh phúc, nhưng mà xuất khác chúng ta thường dịch là an lạc. Đôi khi chúng ta nói sự an lạc thì nói về tâm, nhưng mà cũng có lúc chúng ta cũng nói về cả thân lẫn tâm. Như quý vị nghe một vài vị sư gọi thì nói là thân an tâm lạc chẳng hạn. Mặc dù chữ an lạc ở trong chữ Hán thường nói đến niềm hạnh phúc dâng cao trong lòng về mặt tinh thần. Có thể là một người thân bị bệnh nhưng mà tâm vẫn thể an lạc được. Cho vậy thưa quý vị, ngày hôm nay là đầu năm dương lịch 2022. Chúng ta khởi đầu một năm mới và cũng khởi đầu một cái năm sinh hoạt mới 2022 với chủ đề là lời Phật dạy về sự an tịnh. Dường như chúng ta nói hơi lạc đề ở đây. Tại sao chúng ta đang nói về hạnh phúc mà chúng ta lại nói sang sự an tịnh? Thật ra thì không có lạc đề thưa quý vị. Ở trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật định nghĩa chữ an lạc là không có phiền não. Và không có phiền não thì có nghĩa là sự an tịnh hay là thanh tịnh. Đối với phần đông con người đó, thì cái khái niệm về hạnh phúc và một nội tâm không phiền não đó, dường như nó không liên hệ với nhau nhiều lắm. Thí dụ như là một tỷ phú rất là giàu có, rồi mặc dù đời sống hàng ngày phải lo âu trăm điều, không biết bao nhiêu là những phiền lụy, nhưng mà có nhiều tiền. Như hiện tại người giàu nhất thế giới là Elon Musk, ông sếp của Tesla, thì thưa quý vị, người ta nói rằng tài sản của ông, nếu mà trong lúc mà cổ phiếu đang tăng ra, có thể lên hơn 300 tỷ đô la, con số rất lớn. Nhưng mà rồi đó là niềm hạnh phúc lớn của một người giàu có nhất thế giới. Tuy nhiên bảo rằng tâm mà không có phiền não thì không có đâu. Chúng ta nghe ông nói rất nhiều về cái chuyện bỏ ăn, bỏ ngủ là việc nhiều giờ mỗi ngày. Và có những cái khủng hoảng ở trong gia đình với người vợ cũ. Rồi có bao nhiêu sự thị phi, cạnh tranh, và kể cả vấn đề thuế, kể cả vấn đề phải trả tiền thuế do cái giá trị của tài sản gia tăng quá nhanh. Thì thưa quý vị, câu chuyện của Elon Musk khiến cho chúng ta suy nghĩ đến một câu chuyện khác. Ở trong Trung Bộ Kinh, khi mà có một người hỏi về hạnh phúc của Đức Phật, thì Đức Phật có hỏi lại là nghĩ sao?
vua Vasenadi có thể giữ tâm an tịnh ở trong 7 ngày không? Chắc chắn là không, là vua thì không thể nói 7 tâm, 7 ngày mà tâm thanh thản được. Rồi 6 ngày, rồi 5 ngày, rồi 4 ngày, rồi 3 ngày, rồi 2 ngày, rồi 1 ngày. Cũng không thể nào một vị vua đứng họ gọi là một vị nhân chủ, là vị mà làm chủ cả một quốc gia, mà có thể giữ tâm an tịnh trọn một ngày, từ sáng đến chiều, từ lúc thức dậy cho đến khi mình đi ngủ. Và Đức Phật ngài hỏi lại là ông có nghĩ rằng Như Lai có thể giữ tâm an tịnh không có phiền não trong một ngày không? Dạ thưa có, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Thì Vi Bà La Môn trong cái nhìn của phàm phu có thể khẳng định rằng Đức Thế Tôn chẳng những có thể giữ tâm an tịnh không phiền não trong một ngày, mà ngài có thể giữ tâm an tịnh trọn cả 7 ngày như vậy. Trong lúc một vị vua như vua Vasenadi được xem như là có nhiều quyền hành thống lĩnh cả một cái vương quốc Kosala mênh mông, nhưng mà cho đến khi một, đừng nói chi tới 7, một ngày giữ tâm an tịnh cũng không được. Như vậy thì hạnh phúc hay là sự an lạc ở trong Phật giáo đi liền với một điều là tâm của chúng ta nhiều phiền não hay ít phiền não. Và vì điều này chỉ có một người học Phật và lấy công tâm mà mình chấp nhận thì mình mới thấy được điều này. Tại sao vậy? Ví dụ như người đời ở trong cái sự hơn thua hận thù, họ có thể gây tổn thương cho cái người thù của họ, họ thể nói nặng cho người mình ghét, và họ cảm thấy hả hê, cảm thấy khoái trá, và họ tin vào sự hả hê khoái trá là hạnh phúc. Nhưng mà Phật pháp thì không nói như vậy là hạnh phúc. Phật pháp nói là người đó đang sống ở trong phiền não. Cho dù phiền não đó là tham, là sân, là si, nó là phiền não. Và đã là phiền não, là kilesa, thì nó không thể gọi là hạnh phúc. Thì chúng ta học trong kinh tạng cũng vậy, trong lục tạng cũng vậy, trong tấm pháp tạng cũng vậy. Và đây là một cái nét rất đặc biệt ở trong văn hóa Phật giáo. Hay nói một cách khác là chúng ta thấy một người lắm tiền nhiều bạc, có thể xài những cái món đồ hiệu rất là nổi tiếng, giá rất là cao, và có thể có những cái cuộc vui mà một lần như vậy, một cái người bình thường làm cả đời cũng không đủ tiền để có được một cuộc vui như vậy. Nhưng mà nếu người đó ngục lặng ở trong sự hưởng thụ đó mà tâm đầy phiền não, tham nhiều, dính mắc nhiều, thì tham nhiều, dính mắc nhiều thì phải có sân nhiều. Và tham sân đầy dẫy thì không thể nào không có si, tại vì si nó hiện diện khắp nơi, nó là một cái hệ lụy tự nhiên. Thì một người sống với tham, với sân, với si mà bảo rằng người đó hạnh phúc thì điều đó đó không có trong giáo lý của Đức Phật. Vì vậy thưa quý vị, nói đến năm mới, nói đến một cái sự bắt đầu của một năm, dù là dương lịch hay là âm lịch, hay kể cả một cái giai đoạn mới của cuộc sống, đối với người thế gian thì điều quan trọng vẫn là mình có gì, mình được gì. Nhưng mà với một người học Phật pháp thì cái tâm thái của chúng ta như thế nào? Chúng ta có thể thức dậy với cái tâm thái nhẹ nhàng, an nhiên, không có lui thù chúc oán, không có giận hờn phiền lụy người này người kia, với tâm nhẹ nhàng buổi sáng mà chúng ta thấy hướng tâm đến những điều tốt đẹp, thay vì hướng tâm đến những điều làm cho chúng ta dính mắc, làm cho chúng ta phiền giận. Chúng ta có thể thắp sáng được trí tuệ để chúng ta mẫn tiệp hơn, sắc bén hơn ở trong cái nhìn, ở trong cái nhận thức hay không? Thì thật ra ba cái thuật ngữ Phật học mà đối với nhiều người không có giá trị lắm, dường như là một thứ luân lý đạo đức nghe đâu đó, đó là vô tham, vô sân, vô si. Mình nghe nó không có gì hấp dẫn hết. Thật ra nếu mà bắt đầu một năm mới
có người gọi điện thoại để báo cho chúng ta một tin mừng, cho chúng ta một số tiền, hay là hoặc giả là chúng ta có điều gì may mắn, có lẽ chúng ta sẽ vui. Nhưng mà khi nói đến là một buổi sáng đầu năm thức dậy, đúng cái nghĩa là nguyên đáng, trong Tết âm lịch chúng ta gọi là nguyên đáng, tức là buổi sáng đầu tiên, cái buổi sáng đầu tiên thức dậy, giống như vị nào mà đang ở tại Mỹ, thì thưa quý vị, giờ này là buổi sáng sớm, ở tại nơi chúng tôi đang ở là 7:45 sáng. Và nếu chúng ta thức dậy ngày đầu năm, mà tâm của chúng ta ít sân, ít tham, ít si, chúng ta không nói rằng hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà tối thiểu tâm của chúng ta rỗng rang, tâm chúng ta nhẹ nhàng, tâm của chúng ta có thể hướng đến những điều rất là tốt đẹp, thì là chúng ta sống khó vô tham, vô sân, vô si. Mà cái vô tham, vô sân, vô si mà nó hiện diện trong tâm tư của chúng ta đó, thì thưa quý vị, đó là một cái sự an tịnh đúng nghĩa trong Phật. Và sự an tịnh là sự vắng mặt của vô tham, của tham sân si, mà có mặt của vô tham, vô sân, vô si đó, thì thật ra nó đồng nghĩa với hạnh phúc. Có thể chúng ta không tin vào điều đó, có thể điều đó không có sức thuyết phục với chúng ta, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta có thể nghiệm lại một điều như vậy. Một người nằm ở trên giường bệnh kề cạnh cái chết, điều quan trọng không phải là người đã suy nghĩ được những gì rất là cao siêu, điều quan trọng không phải người đã để lại một gia tài rất lớn, hay là điều quan trọng không phải là người đó có nhiều người đến thăm viếng hỏi han, mà điều quan trọng vẫn là tâm tư người đó có đủ thanh thản, đủ nhẹ nhàng, đủ ăn nhưng hay không. Đó là một cái bài thi rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Và buổi sáng thức dậy cũng như một năm mới bắt đầu, và một cái khởi điểm, mà nếu tâm của chúng ta ít phiền não thì chúng ta hạnh phúc. Và cái tâm gọi là ít phiền não hay không phiền não, Đức Phật gọi là sự an tịnh. Chúng ta nhớ là câu chuyện mà so sánh cái hạnh phúc của Đức Phật và của Ba Tư Đặc ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao sự an tịnh và hạnh phúc nó lại tay bên tay, nó đi liền với nhau. Một điều mà người ở trần gian rất là khó để chấp nhận. Thì thưa quý vị, nhân ngày đầu năm dương lịch 2022, xin thay mặt tất cả chư tăng ở trong group cầu chúc toàn thể quý Phật tử một năm mới dương lịch, và cũng như tất cả sự bắt đầu ở trong cuộc sống của chúng ta, thì xin cho cái khởi điểm tinh khôi đó, nó là một sự bắt đầu bằng tâm nhẹ nhàng, bằng cái tâm mát mẻ, bằng cái tâm sáng suốt. Xin chúng ta không bị vướng mắc mà những điều khiến cho chúng ta phiền não, khi chúng ta không có sống trong sự phẫn nộ, hận thù, hiềm hận với người, với vật và bất cứ việc gì. Và xin cho tâm trí của chúng ta được thông thoáng, được bén nhạy, được sáng suốt, và chúng ta có đủ cái khả năng để chia sẻ hạnh phúc, để ban bố sự an lạc đến cho những người chung quanh mình. Thay vì ở trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn đòi hỏi rằng cuộc đời phải làm cho chúng ta thế này thế kia, thì chúng ta sẽ đứng lại từ cái vị thế là chúng ta đã huân tập được bao nhiêu sự an lạc thực sự. Và với sự an lạc mà mình có, mình phải chia sẻ với những người khác hay không? Thì đó là những điều mà rất là tốt đầu năm, mà chư tăng cầu mong rằng tất cả quý Phật tử có được một năm mới có đầy đủ sự an lạc, và có khả năng chia sẻ sự an lạc cho những người chung quanh mình. Thì thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay chúng ta nói về một đề tài có vẻ như không có vẻ như lạc đề, là tại vì tại sao đầu năm chúng ta không nói về may mắn, chúng ta không nói về thành công, chúng ta nói về hạnh phúc, mà chúng ta nói về sự an tịnh. Thì xin thưa rằng trong Phật học đó, chính cái sự không phiền não nó là hạnh phúc, chính cái không có làm ác nghiệp đó, nó chính là sự may mắn thành đạt. Đức Phật dạy rằng
ngày nào mà thân khẩu ý hiện thiện thì ngày đó là ngày cát tường, đó là thời khắc hưng vượng, đó là vận mệnh thông. Và với cái ba nghiệp thanh tịnh, chúng tôi cầu mong rằng tất cả quý Phật tử sẽ có được một năm mới cát tường, hành thông, thành đạt. Và những điều mà chúng ta sẽ bàn ngày hôm nay, sau cái lời mở đầu của chúng ta sẽ nói về an lạc thực sự là tâm không phiền não. Một lần nữa chúng ta lại xoáy sâu vào đề tài này. Khi mà nói về vô tham, vô sân, vô si, chúng ta sẽ thử bàn về cái cách sống để giảm thiểu phiền não. Nếu chúng ta không phải là thánh nhân mà là người phàm nhân thì chúng ta sống cách nào để bớt phiền não? Và chúng ta sẽ bàn một đề tài rất là tế nhị, là hạnh phúc do hoàn cảnh, hạnh phúc do nghiệp, hạnh phúc do tu tập. Và những hạnh phúc đó được cảm nhận, được lãnh hội như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Cùng là chúng ta sẽ nói về sự ban bố hay là chia sẻ hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Hôm nay là ngày đầu năm rất là may mắn, thưa quý vị. Chúng tôi mới nhìn trở lại thì thấy ở trong rung đã có Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, Thưa quý vị, Sư Nguyễn Thông, cái bộ năm mới phát tài. Bây giờ thì xin thay mặt cho đại chúng có mặt ở trong rung kính thỉnh Thượng tọa Từ Siêu ban cho đạo tư tân niên dương lịch 2022. Không biết Thượng tọa Từ Siêu có nghe được không? Nếu Từ Siêu nghe được, xin Thượng tọa comment cho. Dạ, kính cung kính Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tây Nguyên, Thượng tọa Đăng, Thượng tọa Tân, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức có mặt ở trong rung. Thân chào tất cả quý bà, quý cô tu nữ và quý Phật tử. Kính thưa quý vị, ở trong dịp đầu xuân, chúng ta nói về ý nghĩa an tịnh. Đó không phải là lạc đề, mà đây là một cái đề tài lợi lạc và đúng nghĩa. Nói một cách khác hơn thì mỗi năm cái ngày đầu xuân chúng ta chúc tụng, chúng ta nói về cái sự an khang thịnh vượng. Cái đó nó thường quá đi. Năm nay chúng ta xem chừng được may mắn hơn, đặc biệt hơn là chúng ta có cái tuần lễ sinh hoạt mà cái ngày mùng 1 Tết Dương lịch chúng ta được nghe nói về cái sự an tịnh của nội tâm. Đó là cái sự cát tường đặc biệt. Trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Ngài cũng có dạy rằng người tâm ý an tịnh, thân an, khẩu cũng an. Đối với người như vậy, tịnh
lạc là vì ấy. Quá thơ vị. Một người tịnh lạc là một người Kaya Santap thân an, có Chi Santap lời nói an, Madhu Santap là ý suy nghĩ cũng an, cũng an tịnh. Khi mà ba nghiệp được an tịnh thì tất nhiên nó sẽ đem đến cái phúc lạc. Bởi thế người Phật tử chúng ta hiểu rằng giáo pháp của Đức Phật là Sannitiko, là thiết thực hiện tại. Chúng ta đừng cho rằng đó chỉ là cái lời nói suông. Lời nói suông khi nào mà chúng ta nói mà chúng ta không làm mới là lời nói suông. Còn khi tất cả những người tu tập như chúng ta đang tầm cầu của sự hạnh phúc ở trong cuộc sống, hạnh phúc tâm linh, thì do đó cho nên vấn đề ngày đầu xuân mà chúng ta bàn đến việc giữ được tâm an tịnh, lời nói được an tịnh và hành động an tịnh để đem lại phúc lạc cho chúng ta trong suốt 100, thì cái điều đó khai mở cho chúng ta một cách sống, một hướng đi. Tự mỗi người chúng ta sẽ phải làm cho mình thành tựu được phúc lạc bằng cách là chúng ta sống với thân khẩu ý an tịnh như vậy. Cái đó là thiết thực. Còn nếu như mà chúng ta theo cái thế thượng gặp nhau đầu xuân rồi cứ mỗi người lên để chúc Tết cho mọi người lên chúc Tết cho mọi người, thì chúng ta cũng nói đi nói lại 5-3 câu nó thuộc lòng ở ngoài miệng, an khang thịnh vượng hay là phát tài phát lộc vân vân. Nói như vậy nhưng mà chúng ta không có một cái cơ sở nào để chúng ta cảm biết rằng nó sẽ đưa đến phát tài, phát lộc hay an khang thịnh vượng. Thì cái điều đó, chính cái điều đó mà đời họ cho rằng là thiết thực, nhưng mà chúng ta thấy nó là rỗng tốt, nó không có thiết thực. Còn khi mà bàn đến cái việc đầu năm đầu tháng chúng ta phải giữ tâm an tịnh, lời nói an tịnh và hành vi an tịnh, thì đây là một cái cơ sở thật sự, một cái lý do, một cái nguyên nhân, một cái điều kiện để đem đến cái sự an tịnh, đem đến phúc lạc cho chúng ta trong suốt cả năm. Thì cái điều này thấy quá dễ dàng. Đừng có nói chi là kết quả do thiện pháp thành tựu. Chúng ta chỉ nói trước mắt
sáng thức dậy mà tâm được an trú trong thiện pháp, cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy phấn chấn, cảm thấy an tịnh, là chúng ta cảm thấy mình khỏe, mình không có âu sầu ủ dột, cho nên không cảm thấy bệnh tật ám ảnh. Và chính vì vậy mà người Phật tử chúng ta khi mà được nghe pháp, được học pháp, chúng ta cần phải dùng cái, ngoài cái trí văn là chúng ta nghe chư tăng giảng giải, chúng ta cần phải dùng cái trí tư để chúng ta suy nghĩ xem có cái điều đó nó có xác thực hay không, và điều đó phải thực hành như thế nào. Và như vậy chúng ta sẽ đem ứng dụng liền, chứ không phải nghe xong rồi bỏ qua, nói xong rồi quên đi. Nghe xong bỏ qua hoặc là nói xong rồi quên đi thì nó sẽ không có tác dụng, không có lợi ích, không có thành tựu cái điều mà chúng ta mong muốn. Đầu năm đầu tháng, những lời chúc mừng cho được cái quả an vui nó không bằng đầu năm đầu tháng mà chúng ta được nghe chỉ bảo làm như thế nào để mà được an vui. Và nghe xong là chúng ta phải thực hành để chúng ta có sự an lạc thật sự. Và cuối cùng thì chúng ta cũng phải nhớ một điều Đức Phật đã dạy rằng tự mình là chỗ nương tựa cho mình, không ai là chỗ nương tựa cho mình cả. Tự mình sống chế ngự, đạt được cái chỗ nương tựa vốn khó đạt. Atahi atunatho kunatho vrosiya atana vatsudante na na lam na thăng lập phải thiết đu lập phần. Bởi vậy nếu được lời chúc mừng suông thì chúng ta sẽ không có làm chỗ nương tựa cho chính mình để đem lại sự an ổn cho chính mình được. Mà chúng ta nghe pháp, nghe xong hiểu rồi chúng ta thực hành, tự mình sống chế ngự các cái điều ác, không làm, giữ cái tâm an tịnh, sống trong thiện pháp và loại trừ những phiền não, thì đó là cái chỗ nương tựa cho bản thân mình. Như vậy thì nói tóm lại, một năm an khang thịnh vượng hoặc phát tài phát lộc đều là do chính mình đã làm gì, đã sống như thế nào để chúng ta có được cái điều đó. Thì đây là cái lời đạo từ đầu năm chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị ở trong lớp học hôm nay. Và bây giờ thì xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại điều học. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thiền thượng tọa tu sư với đạo từ vừa rồi. Bạch thượng tọa tu sư, thượng tọa hoan hỷ chia sẻ thêm một chút với quý Phật tử, đó là ngày xưa ông bà chúng ta những ngày đầu năm đầu tháng thường bắt đầu với sự trang nghiêm, ví dụ như là
bằng Phật tương tất, tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề. Bây giờ thì cái không khí khác, bây giờ thì người ta chỉ chú trọng đến cái đẹp, cái vui, nhưng mà họ ít nghĩ đến cái trang nghiêm của đầu năm. Thì theo sự tòa tôi sẽ nghĩ cái văn hóa mà mình giữ cái cung cách trang nghiêm để bắt đầu một cái gì đó, thì cái sự trang nghiêm đó nó có giúp chúng ta tương đối là tốt về thân tâm hay không, hay là sống tự nhiên thoải mái bây giờ thì nó tốt về thân tâm hơn. Xin kính thỉnh thượng tọa Quang Hỷ trở lại để chia sẻ một vài cảm nhận về điều này. Thỉnh thượng tọa. Kính thưa quý vị, trước hết cái cảm nhận của chúng tôi là ngày xưa vào những cái ngày ở đầu xuân, người ta trang nghiêm trang trọng, cái đó là người ta giữ được cái gọi là thuần phong mỹ tục, tức là cái phong tục đẹp cao quý. Thì một khi đã nói rằng đó là thuần phong mỹ tục thì chúng ta nên hiểu rằng cái đó nó có cái giá trị về đạo đức không, không phải nhỏ đâu. Cái thời nay sở dĩ mà đạo đức con người bị suy thoái, sa sút là chính vì chỗ họ bỏ đi cái thuần phong mỹ tục đó. Nghĩa là trong cái dịp đầu năm họ chỉ biết là được rảnh rang vui chơi, ăn nhậu, ca hát, họ quên đi ông bà, quên đi cha mẹ còn hiện tiền là những người khả kính, là những bậc hữu ân, mà các vị đó thì đâu có tham dự được những cái cuộc vui chơi bài bạc hay là rượu chè ca hát như lớp trẻ chúng ta đâu. Chúng ta là quên, thế là chúng ta bỏ mất đi một cái cơ hội để tạo cái điều lành. Chúng ta làm cho cái đạo đức là suy thoái. Đạo đức ở đây tức là cái chữ thảo đó, nó còn bị suy thoái. Mà cái đạo đức giỏi như vậy đó, bình thường như vậy đó, mà chúng ta còn bỏ đi thì nói chi là những cái khác, những cái đạo đức lớn lao khác. Rồi lại thêm cái nữa là nhân những ngày lễ Tết mà mình vui chơi phóng dật như vậy đó, thì cái sự phóng dật đó nó làm cho con người trở nên cuồng loạn và đưa đến cái chỗ bất lợi. Ngày xưa thời Đức Phật ở bên Ấn Độ, hàng năm nó có cái tập tục cứ vào những cái ngày lễ hội, ngày Tết, trong 7 ngày đó thì con người họ sống phóng dật lắm, nghĩa là họ tự do ngôn luận, họ tự do cười nói,
muốn sỉ vả, mắng giết ai cũng được. Những ngày đó là những ngày không có lỗi. Và do vậy ở tại thành Sawatthi, các vị thánh đệ tử cư sĩ họ biết cái tập tục như thế sẽ xúc phạm đến Đức Phật, đến Chư Tăng. Cho nên những vị thánh cư sĩ đó họ thỉnh Đức Phật và Chư Tăng trong những ngày này không có đi, các ngài đừng đi khất thực. Người cư sĩ sẽ đem vật thực đến cúng dường đặt bát đại chùa. Và 7 ngày trôi qua thì các Phật tử họ tụ họp về Chitawana đảnh lễ Đức Phật và bạch hỏi trong thời gian 7 ngày qua Đức Thế Tôn và Chư Tăng tỳ kheo sống có được an lạc không? Thì Đức Phật ngài đã nói lên cái ý nghĩa này là các ngài luôn luôn bản thân ngài và Chư Tăng luôn luôn sống được an lạc, nhưng mà chỉ thương chúng sanh họ sống phóng dật, họ sẽ gặp nhiều cái sự bất hạnh. Cho nên ở đây cái ngày đầu năm mà mình giữ được cái phong tục, cái thuần phong mỹ tục là mình có cái sự trang nghiêm. Mình chứng dọn trang hoàng ở trên bàn Phật, bàn thờ ông bà. Rồi chúng ta trang nghiêm trong y phục, thân thể sạch sẽ. Rồi chúng ta đến thỉnh an, mừng tuổi ông bà hay cha mẹ. Bà con, họ hàng, những người lớn tuổi, bậc chú, bác, cô dì. Thì như vậy đó là khởi đầu một năm mới bằng cái hành động khiến cho thị pháp nó sanh khởi. Thị pháp được sinh khởi. Mà khi đã có thị pháp sinh khởi, vậy dầu thường thôi, nhưng mà chính cái thị pháp đó nó lại đem đến sự may mắn cho chúng ta trong một năm. Còn như sống đời sống phóng dật bây giờ đó, đầu năm, đầu tháng vui chơi phóng dật, nó chỉ càng chất chứa những cái phiền não, thì như vậy hỏi làm sao mà để đem lại cái sự an lạc trong một năm. Mặc dù nói đi thì cũng phải nói lại là có đôi lúc cái thuần phong mỹ tục mà khi con người làm quá đó thì nó trở thành những cái giới cấm thủ. Thí dụ như họ kiên cử quá đáng, kiên cử không dám quét nhà, không dám giặt giũ trong cái ngày Tết, vân vân. Thì những cái đó đó là người Phật tử chúng ta, những cái tục lệ đó là người Phật tử chúng ta phải dùng trí tuệ chúng ta suy xét cái này nó không có sanh khởi thiện pháp, không làm cho tăng trưởng phước báo thì chúng ta không làm. Nhưng mà những cái trường hợp, những cái tập tục mà ngày xuân, ngày Tết ấy, mà chúng ta kính lễ ông bà, cha mẹ và chúng ta trang nghiêm
về hành vi, về lời nói, về tư tưởng. Cái đó là cái phong tục tốt, chúng ta phải làm theo. Cho nên cũng có những cái nó tích cực, nhưng mà cũng có những cái tiêu cực. Chúng ta phải khéo chọn lọc. Đức Phật đã dạy trong Pháp Vô Kinh, người trí như người cầm cán cân, biết lựa chọn những cái đặt vào, những cái đem vào và những cái bỏ ra. Cũng vậy, phải biết lựa chọn cái quý, cái đẹp, cái thiện để chúng ta đem vào trong đời sống. Còn cái gì mà nó cổ hủ, nó lỗi thời và nó mê tín thì cái đó chúng ta bỏ ra. Có như vậy thì chúng ta mới có cái cuộc sống được an lạc. Thì cảm nghĩ của chúng tôi có một vài điều để chia sẻ với quý vị qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Xin được tiếp theo với Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nhưng đầu năm dương lịch, nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang bái sinh Thượng Tọa, gửi đến quý vị một vài lời chúc lành và xin Thượng Tọa chia sẻ một vài điều trong Phật Pháp. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa nghe được không? Thượng Tọa Tự Quyền ơi, Thượng Tọa Tự Quyền có mặt ở trước máy và Thượng Tọa Tự Quyền có nghe được không? Xin hỏi Thượng Tọa Tự Quyền nghe được không? Thượng Tọa Tự Quyền nghe được. Thượng Tọa Tự Quyền quốc hỷ. Thượng Tọa cho một lời chúc lành. Cho một lời và chúc lành. Đồng thời Thượng Tọa giải thích tại sao. Thượng Tọa giải thích tại sao. Mà mình không phiền não thì nó hạnh phúc hơn. Là mình hưởng thụ cái này cái kia mà trong lúc chúng ta lại bị phiền não thì lại không có hạnh phúc. Cái tính thượng tọa. Nam mô Thầy, nam mô Tham Mai, nam mô Thần Khai, cái thứ để chúng nhà đó. Cảm ơn vị. Chúng con có đợi biết Phật viên giác pháp và chúng tăng. Cái lời thế này sư phụ từ xưa chúng ta giảng đạo. Chúng ta phát tâm, ta phát tâm, ta minh hành để được tựa từ khi để được tựa được siêu nguyên thông của chúa tâm đang hiện diện. Thân chào bạn biết những nữ cũng chưa Phật tử. Và cũng là cái nhân cái dịp ngày 11 tháng 1 năm 2022. Chúng tôi cũng kính bệnh lễ sư phụ từ xưa thì phải nhập đăng cùng chưa tâm đức tăng. Kính chúc quý ngài một năm mới sức khỏe và năm mới gặp nhiều cái sự tự nhiên thân an thân lạc. Thì kính chúc đến toàn thể Phật tử được nhiều sự an, được nhiều sự an lạc, yên vui khỏe mạnh. Và quả thật thì nếu như chúng ta là những người hiểu biết về Phật pháp là một việc, chúng ta hiểu cái chuyện đời là cái thứ hai, thì nó không cần chết, chỉ cần có sức khỏe, chỉ cần có yên lành, đó là đủ. Mà cái sự yên lành này do chính tự chúng ta mỗi người có cái tâm, có cái lòng như thế nào thì chúng ta mới được cái sự an lành đó. Bởi vì nếu như chúng ta có cái tâm rộng động, chúng ta có tâm nhiều phẩm chất thì chúng ta sẽ khổ đau. Nếu như chúng ta ít có tham cầu, ít có ít muốn thì chúng ta sẽ được an lạc. Cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, cuộc đời có mong cầu thì trời đời lo lắng khổ đau. Và cũng và cộng với một việc sợ hãi, kinh hãi và mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, cho nên rất cần một cái trạng thái tâm an. Thì từ chỗ đó cái tâm mình, cái thân mình nó mới có được cái sự an ổn hơn. Nhưng luôn luôn lo sợ về dịch bệnh, luôn luôn lo sợ về cái sự khổ đau của chính nó, thì còn gì nữa là an lành.
hơi thở làm cho tâm mình không động không sầu, không động không sầu rất là khó. Có động có sầu mà thôi. Và chúng ta biết, biết vô bỏ, biết vượt qua. Thì đó chính là một điều căn bản tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta không có, chúng ta gọi là trong, chúng ta gọi là không động, không sầu, tự tại và vô nghĩa, thì nó rất là khó. Cái đó là các vị là có cái tâm, chúng ta có cái tâm vượt ngoài, chúng ta đã tu tập một cách tốt đẹp rồi, thì các ngài sẽ thành tựu được. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không động, không sầu, thì chúng ta là người bị động, bị sầu, nhưng bị động, bị sầu một chút được, thì chúng ta có thể vượt qua được. Và muốn vượt qua được như vậy, thì vượt qua bằng cách nào? Vượt qua bằng cách tức là chúng ta biết khám nhận, chúng ta biết tri thức, và chúng ta biết cái sự suy quán một phần về cuộc đời, về cuộc sống này, thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc. Những người luôn luôn gây cho ta cái điều đau khổ là những người sẽ luôn luôn mang tới cho ta những cái điều đau khổ chịu, thì chúng ta phải cảm nhận, chúng ta phải đối diện, chúng ta phải tha thứ cho chính họ. Những người mà chúng ta đối phó nhiều với vô trách nhiệm, thì chúng ta làm sao hạn chế hơn, bớt hơn, ít hơn, thì chúng ta sẽ được sự an lạc. Chứ còn với tìm về sự an lạc, để tìm về sự an lạc, cái đúng với tinh thần của chúng ta thì nó rất là khó, nó rất là mệt mỏi. Và vì vậy cho nên đúng với cái nhìn chính quan của Phật tử đó, để tìm về cái sự an lành, để tìm về cái sự thoát phiền não, thì đây là tự thân của mỗi người. Bởi vì bây giờ để chúc cho nhau được giàu có, được như thế này, được như thế kia, nhưng cuối cùng nó không bằng có sức khỏe, tâm được bình yên, tâm được tốt đẹp là như thế. Thì đây chính là cái điều rất là quan trọng mà tất cả mọi người phải có một cái tâm hiểu biết, mọi người có cái tâm để vượt qua nó. Chứ còn sự thật ra thì biết bao nhiêu người giàu vừa qua chúng ta thấy là chết trên cái sự khổ đau của bệnh dịch, thì nó có thể giải quyết được. Nghèo đã là khổ rồi, cũng chết trên bệnh dịch. Cái này là giàu là hay à, tốt cả cũng không vượt qua được. Và nếu như ai có được sức khỏe, ai có được cái tâm nó vững vàng, cái tâm nó vững mạnh, không phải Covid ngày hôm nay, mà là cuộc đời Covid của hội, Covid của khổ đau, nó luôn luôn vất vả. Nó là như thế. Cái con Covid này nó có đi những cái phá hại cái sức khỏe của ta, thì ngược lại Covid phiền não nó cũng sẽ phá hại cái tâm tư cuộc đời ta, nó là như thế. Cho nên mình biết cam nhẫn, mình biết tha thứ, mình biết buông bỏ, mình biết tu quán nhân quả, mình biết mình có sự tri thức, thì chắc chắn là cái sức đề kháng của chính mình, đó chính là cái đạo lực, cái tâm lực của mình, đó chính là quán về cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các bạn, và chắc chắn chúng ta sẽ được sự an lành. Và đó là liều thuốc tốt đẹp nhất, thì chúng ta vững vàng đối diện với cái chết, sẽ không sợ chết, thường niệm tự cái chết. Thì cho nên chúng ta niệm tự cái chết, chúng ta biết quý trọng cái hơi thở cuối cùng, biết quý trọng cái mạng sống, mà cho được bình yên, cho được tốt đẹp. Dạ, chính là thường đó, đó chính là những gì mà mình suy nghĩ. Nếu có việc gì, thì tôi cũng tỉnh ngạc, tôi cũng tỉnh ngạc, tôi cũng tỉnh ngạc, tôi cũng tỉnh ngạc. Sao thưa cái trình thưa tòa từ quyền gia thưa tòa pháp đăng thưa tòa pháp đăng nha thưa tòa nhân ngày đầu năm chúng ta nói về sự an tịnh khiến cho chúng ta bớt phiền não, và bớt phiền não thì khiến chúng ta hạnh phúc. Thì thưa tòa quan nghĩ chia sẻ với quý Phật tử là chúng ta chưa phải là thánh nhân, và
mặc dù chúng ta sống với phiền não trong tâm, nhưng mà có cách nào chúng ta sống để giảm thiểu phiền não? Xin cái thân thưa tọa Hoan Hỷ chia sẻ một vài cái suy tư nhân ngày đầu xuân về cũng như là chúc lành của thưa tọa. Cái thân thưa tọa. Dạ, tôi pháp đàn kính để được Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Đại Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Đại Quyền, thượng tọa Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, được Tài Tri, được Tài Đức cùng là Sư Nguyên Thông cùng là Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị cô tu nữ, chào quý Phật tử. Thì coi như đầu năm đó thì Chư Tăng thường chúc lành. Chúc lành đó thì mình hiểu giống như là Chư Tăng chi phước cho mình đó, thì con định nó sẽ phù hợp hơn. Cũng giống như bây giờ một cái người thường tu tập tâm từ bi hỷ xả, thì cái phước đức nói chung là cái phước đức của vị đó, người đã chia sẻ muốn chia sẻ sự vui đó cho mình. Thành ra cái lời chúc lành của Chư Tăng đó, thì con nghĩ rằng thấy ở trong kinh cũng có những cái câu chúc mà khi mà nói ra đó thì nó có nhiều cái ý nghĩa sâu sắc. Chúc cho được an lạc, chúc cho được an vui, chỉ có chúc cái câu đó thôi, nhưng mà khi mà được giải thích ra thì nó bao trùm tất cả những cái hạnh phúc. Thì như vậy thì theo con nghĩ rằng một khi mà mình chúc lành cho ai đó thì mình sẽ suy tưởng rằng mình đã tu tập cái gì để chúc cho họ được an vui. Thì con nghĩ rằng nếu như vậy thì mình sẽ làm tăng trưởng cái nội tâm của mình lên, và mình sẽ suy nghĩ về cái phương pháp mình hành trì sao cho nó đạt được cái sự an lạc. Thì đối với tất cả những cái vị phàm phu mà chưa thành bậc thánh nhân đó, thì rõ ràng đó, nếu mà muốn đạt được sự an tịnh, mình gọi là an tịnh, hưởng được cái hương vị an lạc của Niết Bàn, thì thật sự là mình không có. Nhưng mà khi mà mình sống với cái nội tâm hiểu được lời dạy của Đức Phật, mình sống từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ những cái ác pháp mà làm cho não hại mình người đó, như vậy là mình đã sống an lạc rồi. Tại vì lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa dục đó, làm nhiễu hại người và mình sống mà mình biết được những cái tham sân si dục đó, mình hạn chế bớt, thì con nghĩ đó cũng là một cái sự thành công trên cái đạo lộ dấn thân vào con đường tu tập. Thì con nghĩ rằng đó cũng là một phần. Và đối với cái sự tu tập đó, thì con nghĩ rằng mình đang tiến trên cái đạo lộ. Bởi vì thường thường mới đầu tu thì mình suy nghĩ rằng mình cũng suy nghĩ mình nỗ lực này kia nọ để thành thánh tu độ quần tư đà hàm đồ. Nhưng mà sau khi mà mình học hỏi Phật pháp nhiều rồi đó, thì mình cũng gặp các vị trưởng lão đồ chia sẻ là cái nọ, thì mình cũng có cái sự suy nghĩ. Nếu mình đủ duyên rồi thì chứng đắc đạo quả giống như lấy một cái đồ gì túi thôi, lấy trong túi lấy ra thôi. Câu này thì sư trưởng thường hay nói, và con sau này cũng có suy nghĩ. Thật sự đó thì mình nói rằng khi mình thuần thục trong cái thiện pháp đó, thì mình dễ dàng để chứng ngộ rồi. Nhưng mà tại vì mình chưa có thuần thục trong cái thiện pháp, hay gọi chung là pháp độ ba la mật mình chưa đủ. Và một cái người mà khi mà suy nghĩ như vậy đó, thành ra mình suy nghĩ nhiều mặt. Mình suy nghĩ nhiều mặt là bởi vì có nhiều khi mình suy nghĩ về một vị thánh tu đồ quần Đức Phật ngày so sánh hơn Du Chuyển Lân Thanh Vương, hơn Thiên Chủ Đế Thích, hơn Trời Phạm Thiên. Thì một cái đạo quả tu đồ quần đó, Đức Phật đã nói như vậy thì không dễ để mình đạt được. Nếu mình chưa đủ cái đức tu, hay là mình gọi là chưa đủ ba la mật, thì mình cũng không dễ gì. Vì Đức Trời Đế Thích hay là Vua Chuyển Lân Thanh Vương hay là Trời Phạm Thiên, những vị đó, đó là cái sự tu tập của họ cũng cái sự tu tập và cái sự công đức của họ đó
cái sự tạo thiện nghiệp của họ cũng rất là thù thắng, mà Đức Phật ngày so sánh không bằng cái vị thánh Tu Đà Hoàng. Thì rõ ràng á, sau khi suy xét như vậy đó, mình mới thấy rằng thật sự là chúng sanh á, đều cúi đầu trước các bậc thánh là như vậy. Tại vì các ngài á, đã tu rất lâu và các ngài cũng kiên trì tu tập. Thì con nghĩ rằng nhé, con nghĩ rằng nhé, nếu một cái người mà suy nghĩ cái tâm thiện hợp trí mà làm việc ba la mật, làm việc ba la mật để cho thuần thục trong mỗi kiếp luân hồi để đủ duyên để giác ngộ thành thánh nhân. Còn thường thường đó thì nếu mình không phải là vô thí sát tá đó, mà một chỉ là một chứng làm phước thôi đó, thì thỉnh thoảng mình làm một trong những cái việc thiện. Chứ còn một cái vị mà nỗ lực tu tập đó, thì cái tâm thiện để làm 10 việc thiện đó phải làm thường xuyên. Làm thường xuyên giống như mình nói là mình tu bổ cái gì đó, thì tu giống như là tu bổ đê điều, ngày nào cũng phải coi, ngày nào cũng đắp, ngày nào cũng phải đi để giám sát, ngày nào cũng tạo cho cái đê đó bằng những cái bụi tre, bằng những cái cây gì đó để nó đan kết cái đê nó lại, để cho cái đê đó nó không bị vỡ, có thể chống lại được những cái xói mòn này kia nọ đó. Thì con nghĩ là cái người tu cũng giống như là một cái người tu sửa đê điều, phải chăm sóc từng ly từng tí. Thì chính vì như vậy nên con nghĩ rằng một cái sự tu tập để mình trở thành thánh nhân đó là một cái sự công phu, và cũng để cho mình thấy rằng các bậc thánh nhân á, nhiều khi mình mới vô bước vô tu đó, mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng tu để thành Tu Đà Hoàng, nhưng mà thật sự khi mà mình bước vào mình tu lâu rồi, mình cũng trải qua nhiều cái cam go thử thách, rồi mình cũng suy nghĩ về cái đạo lộ và giác ngộ mà Đức Phật nói rằng vị thánh Tu Đà Hoàng, cái phước báo công đức hoặc là cái sự an lạc nó còn hơn trời Đế Thích, hơn trời Phạm Thiên, hơn vua chuyển Linh Thánh Vương. Mà mình biết rằng vua chuyển Linh Thánh Vương và những vị đó Đức Trời Thích hay là trời Phạm Thiên thì những người mà có công năng phước báo cũng tương đối, cũng khá, cũng to lớn, mà Đức Phật ngày so sánh vị Tu Đà Hoàng còn hơn như vậy. Và con nghĩ rằng nhé, chính vì cái điểm đó nên một cái người tu tập đó kiên trì để thực hành những cái thiện pháp, và sau này con cũng học được, con cũng thấy được cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc đó. Thì mình phải làm thường xuyên để nó trở thành cái thường tận ý duyên tốt. Cái tâm mình có thể bố thí, dễ cung kính, dễ tu thiền, dễ rồi xuất gia, dễ trí tuệ, rồi chân thật từ tâm chí nguyện hành xả. Thì pháp ba la mật đó, từ việc bố thí trì giới hay tu thiền, hay là tính pháp thuyết pháp, hay là cung kính phục vụ hữu phước tùy hỷ phước cải chánh tri kiến, thì những việc đó mình phải suy xét mình làm sao cho nó được hoàn hảo. Bởi vì một cái trái chín thì nó được nuôi dưỡng nhiều cái sự cấu thành để bây giờ nó được chín, chứ không phải là mình thấy giống như người ta nói rằng bẻ xoài chưa có già thì chính cái trái xoài nó cũng lạc, nó cũng không ngon. Thì mình muốn nói như vậy để mình hiểu rằng một cái người mà cái pháp ba la mật họ đủ rồi đó, để cho họ trở thành thánh nhân đó, thì tâm của họ nó cũng thuần thục trong thiện pháp, nên họ bước qua con đường thánh nó cũng dễ để như vậy. Chứ còn bây giờ mình cái tâm mình chưa có được thuần thục trong thiện pháp đó, thì rõ ràng đó, mình muốn trở thành thánh nhân cũng cực kỳ khó. Thì theo con nghĩ rằng bây giờ mình giữ cái tâm mình theo cái thiện, ví dụ ngày nào mình có bố thí thì giới tu thiền, hay là mình có tính pháp thiết pháp, mình có cung kính phục vụ hữu phước tùy hỷ phước, thì coi như bữa hôm đó mình đã tạo được cái nhân vô tham vô sân vô si rồi. Thì đó là ba cái nhân lành trong những cái chủng tử tốt đẹp mà Đức Phật ngày đã viên thành, còn mình đang tu tập. Như vậy thì con nghĩ rằng mình sống mà giảm thiểu phiền não thì mình suy nghĩ về cái phiền não. Nếu mình có phiền não trong tâm thì mình dập tắt liền, còn nếu mà mình có thiện pháp trong tâm thì mình hoan hỷ. Vì cái thiện pháp giống như bát chánh đạo vậy, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, thì mình để mình có tu tập được hiểu biết đó. Ví dụ mình tạo thiện nghiệp công đức đó, thì mình cũng thấy rằng chánh kiến này đưa đến sanh y, chánh kiến này đến đạo chi, nếu đủ duyên đó, thì mình giác ngộ đạo quả.
Còn nếu không có đủ duyên thì cũng làm cho mình có sanh y tốt để mình tiếp tục tu tập ba la mật, để mình hoàn thiện cái đạo lộ giác ngộ. Chánh kiến cũng vậy, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, nó cũng đều là như vậy hết. Chánh trí hay chánh giải thoát nó đều là như vậy hết. Thì con nghĩ rằng mình tiến bộ trên thiện pháp là đúng cái đạo lộ, vì cái thiện pháp đó là cái đạo lộ để đạt được niết bàn, và cái thiện pháp đó là một cái cách để rèn luyện cái tâm của mình. Nhiều khi người của mình, một cái người tu đó, khi mà mình thích tu thiền nhưng mà mình phải coi lại cái sự bố thí hay cái sự trì giới của mình. Chứ còn nhiều khi mình thấy giống như là những cái người có nhiều khi họ không chịu học mà chỉ hành thôi, thì mình hành tới những cái trở ngại mình cũng đâu có biết được. Trong khi mình học thì mình sẽ thấy được cái khuynh hướng của các cái loại phiền não, các cái loại dính mắc mà tâm mình chưa có được cái xả niệm thanh tịnh. Khi mình có cái thời gian kinh nghiệm đó thì mình có cái xả niệm thanh tịnh, là mình hiểu các pháp theo cái chiều hướng mà thuận với các bậc thánh, chứ không có chống đối lại, hay là không có cực đoan, hay là không có thái quá, mà mình hiểu rằng cái trái chính đó, thì nó có dinh dưỡng mỗi ngày, nó được rút lên từ rễ, nó được nước phân, nó được không khí, nó được những cái điều tốt đẹp đó, mỗi ngày, và cuối cùng thì nó chín. Cũng giống như vậy, nếu mà mình làm những cái thiện nghiệp mỗi ngày cũng giống như cái chất dinh dưỡng để tạo cho cái đạo quả hay cái quả bồ đề nó chín mùi, thì con nghĩ rằng nó cần phải có cái thiện nghiệp, cần có cái thiện pháp. Vì thiện pháp nó có nhân vô tham, vô sân và vô si, đó là nhân để mình giác ngộ giải thoát. Thì theo con nghĩ rằng mình muốn giảm thiểu phiền não thì chỉ có sống an vui trong thiện pháp, ngày nào ngồi tu thiền được một chút, hoặc là mình suy tưởng về những cái học giới, hoặc là tu thiền lục căn, mình cảm thấy đó là những cái điều hạnh phúc mà mình cố gắng làm cho nó tăng trưởng điều điều, nó tăng trưởng mạnh lên, và nó làm sao nó hiện hữu được trong tâm của mình, thì cái duyên giác ngộ giải thoát nó cũng sẽ gần được với mình hơn. Còn nếu mà mình chưa có làm được như vậy thì con nghĩ là nó cũng còn rất là xa. Thì con có vài lời chia sẻ qua cái câu mà thượng tọa hỏi, và con cũng kính chúc quý ngài sức khỏe, và kính chúc quý ngài hoằng pháp mà lợi sinh, mang lại cái sự an lạc. Và đó là những cái điều mà sứ mạng của các ngài đã khoác trên mình một cái chiếc y, một cái đạo cờ, ngọn cờ của các bậc thánh, làm việc phải làm đối với các chúng hữu tình. Thì con chúc cho các ngài thuận duyên trong cái sự hoằng pháp để tế độ chúng sanh. Bây giờ thì con kính lên lễ với ngài, xin chúc cho Phật tử năm mới có nhiều sức khỏe, tinh tấn nỗ lực để học hoạt hành theo lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa. Sa thủ cái trình thượng tọa pháp đăng. Thượng tọa pháp tăng nghe thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từng nghe được xin kính thỉnh thượng tọa có vài lời với chư Tôn Đức và quý Phật tử nhân ngày đầu năm. Và thượng tọa con nghĩ chia sẻ thêm là ở trong đời sống của chúng ta có những hạnh phúc mà chúng ta hiểu là hạnh phúc do cái hoàn cảnh ở bên ngoài, hạnh phúc do cái nghiệp quá khứ, và hạnh phúc do sự tu tập. Những hạnh phúc đó nó có giống nhau hay nó khác nhau, và chúng ta làm có hạnh phúc đó. Kính thỉnh thượng tọa pháp tăng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Pháp Đăng, Tọa Tề Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Trì, Đức Tề Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng cái hạnh phúc là cái mà người ta cũng đều mong muốn, mọi người ai cũng mong muốn. Thường là người ta nghĩ hạnh phúc cả hai mặt, về tinh thần cũng như là vật chất. Khi mà vật chất được đầy đủ, tinh thần được
vui vẻ, không có cái gì mà buồn bực hay không có gì trở ngại, thì người ta cảm thấy đó là hạnh phúc. Sự thật ra thì như là hạnh phúc mà điều mà đúng nói đó, thì ở đây đó là nếu mình nói là ở do cái hoàn cảnh sống hay là do nghiệp hoặc là do cái sự tu tập của mình, thì trước nhất khi mà cái hoàn cảnh sống, cái hoàn cảnh sống, khi mà nói đến cái hoàn cảnh sống, tôi nghĩ rằng là giống mình chọn lựa cho mình một cái hoàn cảnh, nhưng mà chọn lựa là một lẽ rồi đó, cái hạnh phúc đó nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố khác. Có thể là người ta ở một cái nơi nào đó mà người ta gọi là nó đầy đủ về về tinh thần, được phát triển, vật chất được đầy đủ, thì thường là người ta chọn như vậy. Nhưng mà rồi không phải là ở trong những cái hoàn cảnh đó thì mọi người ai ai cũng có cái hạnh phúc. Con nghĩ là như vậy. Cho nên cái này nó lại tùy thuộc vào cái khác. Có thể rằng do nghiệp của mình hoặc là do tự thân của mình là không có trau dồi, không có sửa đổi, thì cái điều đó, cái hoàn cảnh đó, con nghĩ rằng cũng là một khía cạnh để nói đến cái sự hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc cho chính mình. Bởi vì nói như vậy đó thì chẳng lẽ rồi người ta đi chọn lựa cho mình một cái hoàn cảnh nào đó xấu sao? Người ta cũng biết chọn cho mình cái hoàn cảnh tốt, nhưng mà rồi đó thì đâu phải là ở cái hoàn cảnh tốt như cái mắt của mình nghĩ, nhìn thấy, hay là cái lòng của mình nghĩ như vậy là cái hoàn cảnh tốt để rồi mình sẽ được cái hạnh phúc. Thì con nghĩ rằng nó cũng chỉ là một phần thôi. Hạnh phúc của cái hoàn cảnh sống nó cũng chỉ là một phần, nó không hoàn toàn được. Rồi bây giờ đó là khi mà mình nói đến cái hạnh phúc nó thuộc về nghiệp, thì nếu mà mình nói là nghiệp á, thì nó có thể là do quá khứ, rồi do hiện tại nữa. Do quá khứ mình tạo được những cái nghiệp lành, những cái thiện nghiệp, cho nên là bây giờ đó là mình ở trong một mình có được những cái điều kiện, có những cái hoàn cảnh tốt, hay là có những cái đời sống nó tốt đẹp do cái thiện nghiệp mình đã làm, hay là cái nhân lành mình đã tạo. Do vậy mình nhận lấy được cái quả lành mà mình được an vui hạnh phúc. Thì nói như vậy đó thì quý vị thấy rằng đó là có những người ở trong một mình đâu có biết mình tạo nghiệp ở đời trước nó là cái gì. Mặc dù là nói là mình giờ mình nhìn ở hiện tại mình bất hạnh hay là mình hạnh phúc, có thể là tùy thuộc vào cái nghiệp của quá khứ, nhưng mà nó cũng không phải là cái gì cũng do quá khứ mang lại, hoàn toàn là do quá khứ mang lại hết, mà cũng là do cái mà cái đời sống của chúng ta trong hiện tại chúng ta tạo ra. Mình chọn cho mình một cái việc làm, nhiều khi người ta nói rằng là chọn sai một cái bài toán dạy, chọn sai một cái bước đi, cuối cùng thì bây giờ họ gặt lấy những cái khổ sầu. Trong khi một người thì chọn cho mình một cái bước đi đúng, cái hướng đi đúng, do vậy thì bây giờ họ có được những sự hạnh phúc, họ có được cái sự thành công. Thì cái điều này đó, có nghĩ rằng nghiệp thì luôn luôn là có thể là do quá khứ tác động ở hiện tại, nhưng mà ở hiện tại đó là chúng do cái việc mà chúng ta chọn lựa, và chúng ta có một cái việc làm, cái lời nói hay là cái suy nghĩ của mình, làm sao để rồi đừng có bị rơi vào những cái tình trạng khổ lụy ở trong cái hoàn cảnh hiện tại, trong cái đời sống hiện tại. Vì vậy cho nên là có rằng với một cái nghiệp mà cái hạnh phúc mà do nghiệp mình tạo ra đó,
Thì ở đây là cái gì nó đã khi mà mình tạo ra ở quá khứ rồi đó, thì có thể hiện tại nó có thể trổ ra, và có thể là nó không, nó chưa kịp trổ ra, hay là nó không trổ ra. Nhưng mà rồi đó, ở hiện tại đó, mình tự chọn cho mình một cái gì đó nó được tốt đẹp. Mình cứ làm những cái điều gì mà mình nghĩ rằng việc đó là thiện, việc đó là thiện, việc đó là tốt, thì làm. Biết đâu trong cái hành động thiện của mình, cái hành vi thiện của mình, từ lời nói, cái suy nghĩ đó, nó có thể chuyển hóa được. Ví dụ như mình có một cái nghiệp gì nó thuộc quá khứ, nhưng mà do rằng ở hiện tại mình tích lũy những cái phước của mình rất là nhiều, cái thiện nghiệp của mình rất là nhiều, cho nên là nó cái quả bất thiện ở hiện tại do cái nhân bất thiện quá khứ nó mang lại, nó không thể trổ ra được. Vì vậy thì mình cũng có thể là chữa đổi được cái hoàn cảnh đó, và chữa đổi được cái hoàn cảnh đó. Còn cái ý thứ ba mà ở đây con muốn nói là nếu hạnh phúc là do tu á, thì cái điều này nó giống như là cái điều mà mình nói rằng mình sửa đổi ở tâm, mình sửa đổi ở cái lời nói, mình sửa đổi ở cái việc làm. Để mình tu là mình sửa, từ cái sửa đó nó có thể chuyển hóa. Nhưng mà nói gì nói, mình có tu có nghĩa là mình có sửa đổi, có biết sửa đổi. Mình cái gì nói về cái hành động mình thì đừng có làm tổn thương đến với những sinh loài. Hành động của mình đó là cái gì mà đem đến cái hậu quả xấu, tuyệt đối mình không có những cái hành động đó. Lời nói của mình cũng vậy, làm đến đau khổ cho mình, làm đau khổ cho người, thì dù trong cái cơn giận dữ, hay là trong một cái sự bực bội, hay là trong những cái lúc lòng tâm mình tham lam khởi lên ấy, mà mình biết điều chế, mình không cho những cái lòng sân của mình nó sanh khởi, hoặc là cái lòng tham của mình nó sanh khởi lên ấy, thì đó cũng là cái cách để mà mình làm, mình tu sửa cho cái lời nói của mình hay là cái hành động của mình. Đặc biệt là khi mà mình có tu tập thì mình tự làm chủ được mình. Còn cái hoàn cảnh nhìn đi nhìn lại đó, thì cái hoàn cảnh sống nó tốt hay xấu đó, thì cũng có thể là do, một phần cũng là do nghiệp quá khứ, một phần cũng là do nghiệp quá khứ, hoặc là do trong công tâm tánh của mình khuynh, có những cái khuynh hướng hướng đến những cái hoàn cảnh như vậy. Hoàn cảnh đó có thể là tốt hoặc là xấu. Còn cái hạnh phúc mà do nghiệp ấy, thì cũng có thể là do nghiệp quá khứ, cũng là do hiện tại mà mình tạo ra nữa. Nhưng mà hạnh phúc là do cái sự tu tập ấy, thì con nghĩ rằng mình làm chủ được mình. Bởi vì một khi mà mình có những người rơi vào những cái hoàn cảnh mà mình thấy rằng hết sức là khốn đốn, hết sức là khốn đốn, nhưng mà rồi đó là do họ có tu tập, cho nên tâm của họ không có cái sự biến động, hay là tâm của họ không buồn bực, hay tâm của họ không bị rơi vào những cái tình trạng mà để rồi không làm chủ được mình, tham sân si sanh khởi như vậy đó, thì họ có những cái hành vi sai trái mà không hay. Nhưng mà khi mà một người có cái sự tu tập thì rõ ràng là nó không tùy thuộc vào cái yếu tố cả, hoàn toàn. Bởi vì con nghĩ rằng ở đây đó là các cái bậc mà đạo cao đức trọng đó, các cái bậc đạo cao đức trọng đó, thì các ngài ở sống trong một cái hoàn cảnh nào đi nữa thì tâm của ngài vẫn, các ngài vẫn có sự an lạc nhờ là các ngài đã tu tập hoặc là đang tu tập. Thì do như vậy đó, cho nên là mình bắt chước những cái hạnh lành của những vị đó, thì ở trong cái hoàn cảnh nào đó thì mình giữ được cái trạng thái tâm của mình, đừng để bởi cái lòng tham của mình nó chi phối quá nhiều, để khiến cái hành động lời nói của mình tạo ra cái nghiệp bất thiện, hay là sự quan trái, hay là những việc này việc kia, nó gây đến tổn thương đến cho những người chung quanh, hay làm tổn hại cho chính mình.
do chính mình. Nhưng mà một người có cái sự tu tập như vậy thì họ đã điều làm cho cái điều phục được cái tâm của họ. Ở đây con nghĩ rằng ngay cả cái cơn giận của mình dấy lên, hay cái lòng tham của mình dấy lên, mà mình có cái sự điều phục ở trong một lúc nào đó, thì rõ ràng là mình có được cái sự hạnh phúc. Trước nhất đó là ở hiện tại cái nội tâm của mình không bị những cái hoàn cảnh chung quanh để làm cho cái sự khổ sầu, và mình cũng không gây ra cái nghiệp khổ sầu, cái nghiệp đau khổ để rồi dẫn đến cái quả khổ sầu cho mình ở hiện tại cũng như là ở trong tương lai. Do vậy thì con nghĩ rằng cái hạnh phúc, cái sự tu tập của chính mình là chính. Dạ, hạnh phúc của sự tu tập của mình là chính. Còn hạnh phúc là do hoàn cảnh, hạnh phúc là do nghiệp, thì cái đó cũng là do cái sự tu tập của mình. Có nghĩ rằng cái sự tu tập của mình nó có thể chuyển hóa, nó có thể chuyển hóa. Và do đó, cái người mà họ được hạnh phúc thì con nghĩ rằng cái người đó họ có phước, họ có cái phước rất là nhiều, là do họ có tu tập. Mà đặc biệt là mình tu tập bởi cái chính cái tâm của mình có điều chỉnh, có điều chỉnh cái tâm của mình, có sửa đổi cái tâm của mình, ngăn chặn những cái ý nghĩ, những cái ý nghĩ sai trái, những cái ý nghĩ bất thiện từ tham sân si phiền não đó. Mình sống trong cái hoàn cảnh nào thì chỉ rằng do họ có cái sự tu tập như vậy thì họ sẽ có được cái sự an lạc. Còn trong khi một người ở trong một cái hoàn cảnh nào đó mà họ không có sự tu tập thì tâm họ ở trong một cái trạng thái hết sức là bồn chồn, hết sức trạng thái hết sức là lo âu, và ở trong cái sự lo âu đó nó bắt nguồn từ phiền não. Do nên là điều trước mắt là do tu tập, mình tu tập để rồi điều phục những cái sự dấy lên, phiền não dấy lên ở hiện tại. Và điều phục có nghĩa là đừng cho những cái phiền não nó sanh khởi, thì đó là cái cách lâu dài để mà mình tìm được cái sự hạnh phúc. Bởi vì có những bậc đó thì mình thấy rằng họ sống ở hoàn cảnh nào đi nữa, với cái nhìn ở người đời, ở đời đó, thì người ta cứ nghĩ rằng cái gì đó là hạnh phúc từ ở bên ngoài. Hạnh phúc từ ở bên ngoài, từ điều kiện nó có, cái này cái kia. Sự thật ra thì không phải như vậy. Bởi vì như vậy hết á thì có lẽ là những cái người mà đầy đủ những cái điều kiện nhất từ ở bên ngoài đó, thì có lẽ là họ không có đau khổ. Đằng này thì trên thực tế đó thì họ vẫn đau khổ, họ vẫn đau khổ, mà tâm của mình nó hướng về những cái gì nhiều quá ở bên ngoài đó, thì chính là không có cái điều phục rồi. Do không có điều phục như vậy thì tâm trạng ở trong một cái trạng thái lo âu nhiều thứ lắm. Rồi mình buồn bực hay là mình sầu muộn, tất cả những điều đó nó có thể xảy ra. Cho nên con nghĩ rằng cái hạnh phúc nó phải nói rằng, mặc dù là nói cả ở bên ngoài lẫn bên trong, nhưng mà cái hạnh phúc là do cái nội tâm mình có cái sự tu tập, thì ở trong hoàn cảnh nào thì họ vẫn có được cái sự hạnh phúc đó. Thì đây là cái ý mà con được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Và trước cái thềm năm mới của Tết Dương Lịch, tức hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 của 2022, Tết Dương Lịch đó, thì con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Và chúng tôi cũng kính chúc quý tu nữ Phật tử luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Con xin được giúp lời. Sa thủ kính kính chư tòa pháp tình với chia sẻ vừa rồi. Sư Minh Thông có ở trước máy không? Nếu Sư Minh Thông nghe được, xin Sư Minh Thông quan hệ cho biết. Sư Minh Thông, thỉnh Sư Minh Thông có một vài lời nhân
đầu năm dương lịch, và đồng thời xin sư thông có thể chia sẻ một điều là có nhiều người đó họ nghĩ rằng cái sự an lạc là cái gì đó mà mình có được, mà mình giữ riêng cho chính mình thì mình sẽ được trọn vẹn hơn. Nhưng mà cũng có người đó là không phải vậy. Cái hạnh phúc hay sự an lạc mình càng ban bố cho người khác thì chính sự ban bố đó nó mang lại cho mình sự an lạc. Sư Nguyên Thông có nghĩ như vậy không? Và xin thỉnh Sư Nguyên Thông có vài lời chúc lành đầu năm đến quý Phật tử và chi tăng quý Phật tử nhân tới dương lịch. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý cho cái câu hỏi là ban bố an lạc để được an lạc là như thế nào, và làm thế nào để ban bố an lạc cho người khác. Kính thưa sư phụ, trong đạo tràng này chúng ta gồm có chư Phật tử và chư tu sĩ là tỳ kheo. Và cái vấn đề đó, mình muốn có an lạc hay là có được an lạc rồi phải biết ban bố cái sự an lạc cho những người khác, lần này thì nó cần có cái sự hiểu biết, hay là nói tóm lại là cái trí tuệ. Mà muốn có an lạc là như thế nào? Khi Đức Phật giảng dạy rồi, muốn có an lạc là cái người hành giả đó nhất thiết là phải biết ở trong cái định hay là cái chánh định. Mà muốn có cái định hay là chánh định đó là người hành giả đó phải tu tập Samatha. Tu tập Samatha để được cái định là Samathi. Tức là sao? Là người hành giả đó phải thường xuyên tu tập Samatha, tức là theo dõi hơi thở mình. Đức Phật giảng dạy rằng muốn tu tập đó là khi mình thở vô thở biết thì phải biết mình đang thở vô, khi mình thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vô dài biết là mình thở vô dài, khi thở ra dài biết mình đang thở ra dài, khi thở vô ngắn biết thở vô ngắn, khi thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Để thực tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, để thực tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Và những cái bài học mà Đức Phật giảng dạy như vậy đó, người hành giả phải tập hoài, tập hoài cho quen. Cho nên hồi nãy sư phụ có để câu là ban bố, tức là hạnh phúc do cái hoàn cảnh, hạnh phúc do nghiệp và hạnh phúc do tu. Thì phải do tu. Đức Phật giảng dạy rằng người nào mà sống trong cái samatha đó là tu tập thiền định đó, là người đó rất là hạnh phúc. Là vì khi mà chúng ta tu tập thiền định đó, là cái tâm chúng ta đi vào cái hơi thở của chúng ta, tâm của chúng ta đang nằm vào cái hơi thở của chúng ta, là lúc đó chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại. Và kính thưa sư phụ, Đức Phật giảng dạy rằng người nào mà đang biết sống trong giây phút hiện tại đó là người đã sống hạnh phúc. Là tại vì khi mà chúng ta chú tâm vào cái hơi thở của chúng ta, là chú tâm liên lỉ, là không có dứt, không có gián đoạn đó, thì người hành giả đó đã đạt được cái samadhi. Chú tâm vào đó mà thường xuyên đi đạt được đó, thì người hành giả đó làm sao trong giây phút đó mà dính dáng gì đến cái ác bất thiện pháp. Là lúc đó cái tâm chúng ta thanh tịnh, là cái tâm chúng ta đang chú tâm vào cái định, chú tâm vào hơi thở của mình, thở vô và thở ra. Và cái điều đó mà được thực tâm thường xuyên hàng ngày thì người hành giả đó luôn luôn sống trong cái định đó. Cho nên ở trong cái mà gọi là thường định đó, khi mà mình nói đến thường định đó thì người hành giả nào đã tu tập thì biết thường định là cái gì. Nào chưa hề tu tập hoặc là chưa tu tập lâu lâu tu tập lần thì không thấy được cái hiện thường định. Vì vậy cho nên cái người mà tu tập mà đã tập vào cái đó rồi, là khi người hành giả đã nằm ngủ, khi nằm ngủ xuống thì trước mắt của chúng ta thì là một cái màn trắng thanh, rất là thanh tịnh. Khi giả đã đạt đến cái trình độ đó rồi đó, thì người hành giả đó làm sao mà dướng đến ác bất thiện pháp. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, hạnh phúc do hoàn cảnh, hạnh phúc do nghiệp đều đúng, nhưng mà hạnh phúc là do tu, là cái điều này nó chắc chắn và nó vững vàng. Tại vì khi mà chúng ta tu thì chúng ta đạt đến cái định đó rồi thì không thể nào mà chúng ta mà sao lãng được nếu mà người hành giả đó còn cái tâm tu hành. Vì vậy cho nên cái điều mà cái câu hỏi này đó là sư phụ họ nói là ban bố để an đặt để được an lạc, thì lúc đó đó mình muốn ban bố an lạc thì trước nhất là mình phải được an lạc. Mà được an lạc là do cái tu tập, mà do tu tập là cái quan trọng nhất, là tu tập samatha để được cái định. Rồi Đức Phật
đi đến giải thinh. Và cái phần thứ hai là Vipassana, là khi mà có cái định đó rồi thì được hướng tâm về quán bốn cái lãnh vực trong cơ thể ta, là thọ tâm pháp, để thấy rằng thân thọ tâm pháp là nó vô thường, nó không phải là ta, và không có chấp nhận, không có quan hệ nó. Thì tất cả những điều này là cái do tu tập. Vì vậy cho nên cái mục đích của những Phật tử và những tu sĩ trong đạo tràng này, con nghĩ là phải hiểu rõ cái giáo pháp của Thế Tôn. Muốn hiểu rõ giáo pháp của Thế Tôn thì những người trong đạo tràng này là những người thường xuyên vào đây hàng ngày. Thường xuyên vào đây hàng ngày đã được nghe lời giảng dạy của Thế Tôn cách đây hơn 2.565 năm. Mà đến ngày nay mình vẫn còn giáo pháp đã đầy đủ, là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh và Vipassana. Thì vì vậy cho nên giáo pháp đến giờ này vẫn còn đủ, và chúng ta thường xuyên hàng ngày vào đây. Thì kính thưa sư phụ, con tin tưởng rằng những hiền giả, những tu sĩ và những người Phật tử có mặt trong lúc này là có cái quyết tâm để theo lời giảng dạy của Thế Tôn. Đức Phật giảng dạy rằng cái người mà cúng dường Thế Tôn một cách cao thượng, đúng đắn nhất và cao thượng nhất, đẹp nhất, là không phải là mua chuối, mua này, mua nọ, hay đem tiền bạc euro, đô la để dâng lên Thế Tôn. Mà Ngài nói là cách cúng dường cao thượng một Phật tử chính là làm theo lời Ngài giảng dạy. Tức là hằng ngày vào rung nghe Pháp, nghe giáo Pháp của Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta cách đây hơn 25 thế kỷ, mà chúng ta bây giờ đang học, đang thực tành hành. Thì kính thưa sư phụ, đó là cái điều ích lợi, và đó là cái điều rất là tốt. Và sư phụ đã tạo định ra cái lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này, mà con được may mắn vào đây vài năm. Và chỉ có vài năm mà con đã học được một chút, và với một cái chút đó thì con thấy thân tâm mình được an lạc, và biết rõ giáo pháp của Thế Tôn là lánh xa cái ác pháp. Tức là tham sân si thì phải xa rời ác pháp, mà phải làm những điều, tất cả những cái tam nghiệp của chúng ta là khẩu nghiệp thân, khẩu hành, thân hành và ý hành, chúng ta là cái tam nghiệp đó phải là tam nghiệp là vô tham, vô sân, vô si. Thì cái thân khẩu hành của chúng ta đều là vô tham, vô sân, và vô si. Thì người hành giả đã tu hành hàng ngày là như vậy thì nó sẽ trở thành thói quen. Do đó khi mà đã trở thành thói quen rồi, khi mà chúng ta hướng tâm về làm điều gì hay là suy nghĩ điều gì thì phải là vô tham, vô sân, vô si. Và đó là cái căn bản của sự an lạc mà Thế Tôn đã giảng dạy. Kính thưa sư, đó là những điều mà con hiểu biết đối với cái câu hỏi của sư phụ là hạnh phúc do hoàn cảnh, hạnh phúc do nghiệp và hạnh phúc do tu đó. Và ban bố an lạc để được an lạc, thì đó là cái điều mà những người Phật tử và tu sĩ cần phải ghi nhớ, nằm lầm và tu tập hàng ngày, hằng giây phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ, chưa đúng. Con thỉnh mời sư phụ và chân thành tri ân chư phụ, chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú sinh truyền sư Nguyễn Thông. Ở kế bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của chư tôn đức trong ngày hôm nay. Một tây tháng giêng năm 2022, chúng ta gọi là tết dương lịch. Thưa thì có lẽ là trong những dịp như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cơ duyên để nhận ra sự khác biệt giữa đạo và đời. Người thế gian đó thì thường nói về ngoại giới, nhưng mà Phật Pháp thì dạy chúng ta về đời sống nội tại. Người thế gian thì họ quan niệm nặng về vật chất, Phật Pháp dạy chúng ta về tinh thần. Và thưa vì chúng ta cũng thấy được một điểm là khi mà mình học Phật Pháp đó, không đơn giản là điều hay điều dở do cái lý luận, mà sư Minh Thông Quan Hệ Sư, sư Thông sư bỏ dùng cái mic xuống xin. Thì thưa quý vị,
điều quan trọng trong cái đời sống của chúng ta đó, đó là mình phải đem cái hiểu biết của mình áp dụng vào trong đời sống rất thực của mỗi chúng ta. Và đó không phải là một cái chuyện mà chỉ nói là đủ, lý luận hay là đủ, mà nó còn phải dựa lên trên cái kết quả thực tế. Nó tương tự như là khi mà mình đi học, học trong lý thuyết đó là một chuyện khác. Nhưng mà rồi khi đem ra áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, nó lại là một câu chuyện khác. Phiền não thì ai trong chúng ta cũng có phiền não hết. Nhưng mà mình sống như thế nào đó để mà mình giảm bớt đi cái sự tranh chấp, giảm bớt đi cái hận thù và thắp sáng được cái trí tuệ trong đời sống hàng ngày, thì nó sẽ vượt ngoài tất cả những cái suy tư, những cái lý luận, những cái quan niệm thường tình, mà thay vào đó nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái hành động cụ thể. Chúng tôi lấy một ví dụ là Đức Phật Ngài dạy chúng ta là cái người tu tập, cho dù tu tập đến đâu đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn sống với cái tâm gọi là tự tán khủy tha và khen mình chê người. Thì dù là mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tế thiền, phi tưởng, phi tưởng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái sở chấp tự tán hủy tha, là luôn luôn đề cao cá nhân của mình và chê bai người khác. Thì thật ra chúng ta vẫn bị trì trệ tu tập. Và đây là một căn bệnh muôn thuở mà mỗi người tu tập đều phải nhận ra. Hay một chuyện đơn giản khác là nếu chúng ta mà thật sự có tâm từ, có tâm bi, thì chúng ta có khả năng là cống hiến thật sự cho cuộc đời hay không? Chúng ta có dám bố thí, chúng ta có dám dấn thân để soi vơi sự đau khổ của người khác hay không? Ở đây đó là một điểm khác. Những điểm này không ai biết cho chúng ta hết, mỗi chúng ta tự biết lấy. Dạ, mình ví dụ như mình làm phước, mình bố thí, trì giới, tham thiền, cái mà người ta biết là một chuyện khác, nhưng mà cái tự chính mình có làm được hay không, đó là một chuyện khác. Và rồi thưa quý vị, trong cái khả năng để những cái chánh niệm mà thực sự trong đời sống đó, đó là tự mình biết mình. Người ta nói rằng những người điên họ không biết người ta họ điên, có những người sai không biết họ sai. Lâu lâu quý vị có nghe một vài câu chuyện là có những người đang sai mà người khác nói họ sai, họ không đồng ý. Và chúng ta cũng bị rơi vào trong tình trạng là mình không có biết chính mình nhiều, kể cả khi bản thân của mình có những tâm địa như là ích, mang trá, hẹp hòi, ganh tị, đố kỵ, việc này việc kia, chúng ta không biết. Chúng ta rất giỏi khi mà nói về người khác, nhưng mà chúng ta không biết về bản thân của chính mình. Và Đức Phật Ngài nói rằng chẳng những vậy, mà kể cả cái sự an lạc, kể cả sự tốt đẹp của mình, chỉ chắc là mình biết mình nữa. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng chúng ta nên tự nhắc nhở chính mình. Thí dụ như là hạnh phúc thay, ta sống không hận thù với những người thù hận, với những người thù hận ta sống không hận thù. Cái cảm nhận đó, sự hiểu biết đó, nó là một phần của cái chánh niệm, nó là phần của cái gọi là biết mình. Ngày xưa bên Trung Hoa đó, Tôn Tử viết binh pháp đó, có câu là tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng, biết người biết ta trăm trận trận trăm thắng. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật học á, thì cái quan trọng không phải là biết người, mà quan trọng biết mình, biết chính mình. Nếu mà trong tâm chúng ta khởi lên một cái hận thù, ở trong tâm chúng ta khởi lên sự bỏng sẻn, trong tâm chúng ta khởi lên sự đố kỵ, mà mình nhận ra được đây là đố kỵ, đây là hận thù, đây là như gì đó, phiền não, thì Đức Phật dạy rằng điều đó rất có lợi, bởi vì chánh niệm của chúng ta được thắp sáng.
và không có cái gì mà lợi lạc cho bằng tự mình biết chính mình. Có thể là chúng ta không phải là Phật, chúng ta không phải là thánh nhân, chúng ta không phải là một người cao quý, nhưng mà chúng ta có thể làm được việc là mình có thể biết chính mình. Và cái biết đó nó tốt lắm. Dạ, rất là tốt hơn là ngày hơn là bình thường. Ngày Sách Lợi Phất này có dạy chúng ta đó là có những người quế trược không biết mình quế trược, có những người quế trược biết mình quế trược, có những người thanh tịnh không biết mình thanh tịnh, và có những người thanh tịnh biết mình thanh tịnh. Thì nghe nói trong bốn hạng người này, hai hạng người đang tăng thẳng đó là hạng người quế trực và biết mình quế trực, và hạng người thanh tịnh biết mình thanh tịnh. Cái biết đó nó cho chúng ta hai cái khả năng quan trọng. Một là cái ý thức mẫn tiệp mà không có mù quáng về bản thân của mình. Và thứ hai đó, là trong cái biết đó chúng ta có được một cái khái niệm phân biệt đây là thiện, đây là bất thiện. Nhiều khi thưa quý vị, do cái thói quen, do cái nghiệp chướng, chúng ta luôn luôn có một cái lý lẽ về cái phiền não của mình là cái đó không phải là phiền não đâu, cái đó tôi nói như vậy tại vì cái lý tưởng, tại vì chánh kiến, tại vì tôi muốn xây dựng, tại vì thế này thế kia. Ít bao giờ mà chúng ta nhận ra rằng mình nói điều đó vì cái tâm sân hận, mình nói vì điều đó vì cái tâm phiền não. Mà có khả năng biết được cái phiền não chính mình đó, đó là một cái chìa khóa rất là diệu dụng trong Phật Pháp. Và nhiều khi thưa quý vị, Đức Phật lại còn dạy tha hơn nữa là không phải chỉ biết đơn thuần, mà chúng ta còn phải nhẫn nại, chúng ta còn phải làm những cái việc mà ví dụ như chúng ta cong lưỡi lại, áp lưỡi trên nóc giọng của mình. Để trong lúc đó chúng ta đặt mình vào trong cái thế là phải chấp nhận đối diện với cái xấu, đối diện cái phiền não của chính mình, và thấy được đây là phiền não, chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà mình biết được phiền não, biết được tâm của mình như vậy đó, thì nó đã tốt lắm. Chúng tôi nhớ ngày xưa trong một cái quyển sách của bà Dorothy Carnegie, bà có nói có tựa đề mà của quyển lê dịch là Luyện Tinh Thần đó. Có nói rằng khi mà mình biết được cái vấn đề mình đang có đó, tức là mình đã giải quyết được 50% vấn đề. Không có ai mà giải quyết vấn đề mà không có ý thức được mình có vấn đề và không biết được vấn đề hết. Thành ra chúng ta đừng sợ phải đối diện với vấn đề, tại vì biết được vấn đề mình mới giải quyết được. Làm sao mà chúng ta giải quyết về vấn đề mà chúng ta không có đối diện với nó? Bởi vì hơn bao giờ hết, hơn ai hết, Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nên có cái khả năng nhìn được, nhìn một cách rõ, nhìn một cách thẳng và nhìn một cách trực tiếp vào những cái phiền não ở bản thân của mình. Ngài Chân Cha Ngài thường nói rằng mình biết một người mà do người khác nói lại không bằng mình đối diện với người đó. Thì mình biết phiền não mà mình biết qua người khác nói, qua kinh điển, qua vị pháp sư, qua vị này kia không bằng chính mình nhận biết lúc đó. Cái biết đó nó đặc biệt lắm. Dạ, cái biết nó lợi lạc lắm. Mà có thể chúng ta không có không đồng tình, không có hoan hỷ, tại vì mình cứ nghĩ rằng mình nhận mình xấu tức là mình nói mình tầm thường, mình nhận mình xấu tức là mình dở, mình nhận mình xấu tức là mình bất lực. Nhưng không phải như vậy. Mình thấy được cái xấu của mình, cái đó là chánh niệm. Nhưng mà đừng có đem cái mình, cái tôi, cái ta trong đó. Cứ làm như Đức Phật dạy rằng đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, đây là khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ xả, đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm si, đây là tham truyền cái, đây sân truyền cái, đây si truyền cái, vậy thôi. Và nếu mà chúng ta sống mà với một cái ảo tưởng là mình phải luôn luôn khẳng định là mình hay, mình giỏi, mình tốt, mà mình không bao giờ nhìn vào những phiền não, thì chính chúng ta đang bao che cho phiền não, và chính chúng ta làm lợi cho ma vương, và chính chúng ta đang làm nội gián cho ma vương. Và Đức Phật Ngài dạy chúng ta ở trong bất cứ cái hoàn cảnh, ở trong bất cứ cuộc sống nào, nếu mình có khả năng nhìn được những gì mà đang xảy ra ở trên thân tâm của mình, cái đó trong một ngôn ngữ khác gọi là sát tí, gọi là chánh niệm đó, thì đều có lợi lạc hết. Và thưa quý vị, cũng
nhân ngày đầu năm á, chúng tôi cũng phải thưa một điều rằng đôi khi chúng ta phải tự đối xử tốt với chính bản thân của mình. Đối xử tốt bằng cách nào? Cho chúng ta cái cơ hội để thân cận với bạn lành, đến gặp những vị thiện trí thức. Chúng tôi thú thật với quý Phật tử là có nhiều người nói với chúng tôi rằng họ muốn tu, họ muốn sống với Phật Pháp. Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ thấy vị đó có cái cố gắng để tìm gặp các bậc cao tăng thạc đức để mà tu học. Thời xưa thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn nhỏ vào chùa tu á, mà một người đi từ tỉnh này qua tỉnh khác nó là một chuyện khó. Và đôi khi cái sự tiếp nó một cái cơ duyên mà chỉ chư tăng mới có, từ Phật tử ở quê ở tỉnh khó lắm, làm khó đi gặp. Bây giờ thì thưa quý vị là chúng ta có nhiều cái phương tiện lắm. Một người mà có thể đi từ đây qua bên Miến Điện, đi từ đây qua Ấn Độ, đi từ đây qua Thái Lan, đi đến các trường thiền để tu tập, để tiếp xúc, cái chuyện đó nhiều. Điều quan trọng là chúng ta có thực sự muốn hay không. Ngay cả chúng ta sống ở tại cái xứ sở mà có những vị trưởng lão mà chúng chưa chắc là chúng ta đã lui tới, thì rồi chúng tôi có được xem một vài tấm hình ở trong đó nói về một cái cuộc gặp gỡ của một vị trưởng lão 100 tuổi. Ngài thì có cái chúng tôi là người biết Ngài, Ngài là người có rất nhiều từ tâm. Dạ, Ngài có thể nói Ngài sống người rất là trang hoa. Nhưng mà khi mà Ngài 100 tuổi, chúng tôi nhìn vào những người đến với Ngài đó, thì chúng tôi có một câu hỏi trong lòng rằng đó, một vị trưởng lão, một cái vị mà kính, còn sống thời gian 100 tuổi, mà có bao nhiêu người Phật tử mà họ cảm thấy phát tâm để đi đến đảnh lễ cúng dường để tạo cái duyên. Nó cũng phải đơn giản, ngay cả thời Đức Thế Tôn còn tại thế của vị thượng vị, có những người mà ở sát chùa Kỳ Viên chứ không bao giờ đặt chân đến chùa để mà lễ Phật, để mà nghe Pháp. Và còn tệ hơn nữa đó, là ngay cả những người mà vào chùa đó, có những người bất hảo lợi dụng lúc thính chúng đang chú tâm để nghe Pháp đó. Quý vị biết họ làm việc gì không? Họ đi lén ăn cắp móc túi những người đó để trộm cắp. Mà ở trên đó là Đức Phật ngồi, ở dưới là một hội chúng thanh tịnh và Đức Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời. Nhưng mà họ không hưởng được thứ đó. Họ hoàn toàn không hưởng thụ được. Chúng tôi nhớ rằng không có cái thời đại nào mà chúng ta có nhiều cái phương tiện, nhiều cái điều kiện để đến với sách vở, với lời hay ý đẹp như thời này. Nhưng mà có bao nhiêu người mà thật sự tha thiết để đọc một quyển sách hay, đọc một án văn có lợi lạc. Chúng ta thường nghe những cái chuyện, chúng tôi xin lỗi quý vị là có những chuyện rất là tầm phào. Ví dụ như thỉnh thoảng người ta đến là có những cái YouTube, và những YouTube đó có cả hàng 5-7 triệu người vào xem, hay là có những cái bản nhạc mà có cả 100 triệu người nghe. Nhưng mà chúng ta thử nhìn lại những điều đó đó, nó là cái gì? Nó là những cái thứ giải trí, vì nó là một câu chuyện lạ, có một người, một em bé nào đó kháo khỉnh, hay một câu chuyện lạ đời, hay là một câu chuyện vui nào đó, thì nó hấp dẫn được nhiều người. Nhưng mà những quyển sách, có những quyển sách rất là hay, thậm chí là e-book, thậm chí là lợi lạc, nhưng mà có bao nhiêu người vào xem? Thì vì vậy, trong cái cuộc sống của chúng ta đó, thì chúng ta đừng tự gạt lấy chính mình. Nếu chúng ta tha thiết với Phật Pháp, mà chúng ta không có thường xuyên đọc và suy gẫm kinh sách, chúng ta không thường xuyên lui đến với những cái bậc trưởng lão, những bậc cao tăng thật đức, chúng ta không có thường xuyên có đủ can đảm ngồi lại để mà nghe một pháp thoại từ đầu chí cuối, thì thưa quý vị, chúng ta nên tự đặt câu hỏi với chính mình có thực sự tha thiết với điều đó hay không. Tại vì mình tha thiết là biết liền, không tha thiết là biết liền. Tha thiết hay không tha thiết chỉ mình biết chứ không ai biết cho mình hết. Và do vậy
để có cuộc sống được an lạc, ngoài cái chánh niệm ra thì chúng ta nên thân cận, nên thân cận với các bạn lành. Và một điều thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đó, nhưng ngày đầu năm dương lịch, đó là chúng ta nên có một cái lập tâm để tập sống nhẫn nại ở trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống có chánh niệm tốt rồi, cuộc sống thân cận bản lành cũng tốt rồi. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái thời đại mà chúng ta đang sống đó, là cái thời đại mà của nhiều máy móc, của nhiều cái tiện nghi. Mình nóng thì có máy lạnh, mình muốn liên lạc người khác thì mình có FaceTime, mình có điện thoại, mình ra ngoài có xe, có phương tiện. Và tất cả những cái phương tiện thoải mái, dễ dàng, tiện nghi đó, nó càng ngày nó càng khiến chúng ta giảm thiểu đi cái khả năng kiên nhẫn, chịu đựng. Mà trong lúc đó chúng ta quên rằng cái sự kiên nhẫn nó là một cái phẩm chất rất là lợi lạc, rất là cần thiết trong cuộc sống. Ở trong ba la mật gọi là nhẫn nại ba la mật. Và ở trong nhiều cái trường hợp của Đức Phật gọi là nhẫn nại là cái vũ khí để bảo vệ một vị sa môn. Nhẫn nại là cái vật trang sức đẹp nhất. Và nhẫn nại đó là một cái pháp khổ hạnh hay là sự tu tập tối thượng. Chúng ta nên tập sống nhẫn nại. Tập sống nhẫn nại ở đây là chúng ta cố gắng chịu đựng, bớt than lại, bớt cầu nhau lại, bớt chúng ta bớt đi cái chuyện mà đụng chuyện gì cũng dùng tiền để giải quyết, đụng chuyện gì cũng dùng, cũng kêu gọi người này kêu hỗ trợ mình. Nhiều khi mình biết, nên biết nhẫn nại, nên biết nhẫn nại. Cái nhẫn nại đó nó là cái gì đó mà nó tăng cái khả năng chịu đựng, nó khiến cho chúng ta cái khả năng đối diện với những cái nghịch cảnh. Và thưa quý vị, chúng ta có nhiều điều trái nghịch lòng lắm trong cuộc sống, nhiều lắm. Quý vị thấy rằng mặc dù tử vi của nhiều người nói rằng năm nay là thanh thông, năm nay là tốt đẹp, năm nay là sao hạn là tốt, không có những la hầu thái bạch mà cũng có tú mộc đức vân vân, người ta nói thế nào đi nữa, nhưng mà thật ra cuộc sống của con người đó khó khi nào vượt khỏi cái trạng huống mà ở trong kinh Đức Phật gọi là vui ít khổ nhiều mà nguy hiểm là nhiều hơn. Đức Phật ngài dạy như vậy. Thật ra trong cái đời sống mà vui ít khổ nhiều đó, rất cần một cái bản lãnh, mà cái bản lãnh đó là sự chịu đựng, bản lãnh đó là sự nhẫn nại. Chúng tôi biết rằng về điều này thì chúng ta không có thoải mái lắm, nhưng mà chúng ta nên tập sống, sống như thế nào đó mà khi mà gặp trái gió trở trời, gặp cái nóng cái lạnh, như quý vị thấy ở tại Mỹ đó, trong thời gian rất ngắn thôi thưa quý vị, mà chưa có một cái mùa đông nào mà nó có nhiều cái thiên tai ác liệt như năm nay. Ngày hôm qua ở tại Colorado, quý vị biết không, hơn 500 căn nhà bị cháy. Quý vị biết ở bên Mỹ đó, nhà cửa rất thưa với nhau. Ở tiểu bang Colorado là cây xanh rất nhiều trong những sắp vi sinh, những khu gia cư đó, mà vì thời tiết bất thường, vì cái độ khô, vì độ gió, mà khi lửa cháy lên là có vệ binh quốc gia, có sự cứu hỏa này kia cũng bất lực. Quý vị biết 500 căn nhà bị cháy nó lớn lắm, ở Mỹ là lớn chuyện lắm. Ở miền Nam mà nó một cái nhà lồng chợ bị cháy, một cái chợ vải bị cháy, đó là chúng tôi chỉ chuyện đó bình thường. Tại vì sao vậy? Mình không có chuẩn bị nhiều cho cái việc mà phòng cháy. Ở đây họ làm có nhiều cái chuyện phòng cháy lắm, nhưng mà một khi mà đã lửa bốc lên và gió nó cộng đến nữa, nhiều khi cũng phải bó tay thôi. Và những cái bất thường của thời tiết, những cái bất thường của thiên nhiên, những cái xáo trộn do dịch bệnh mang lại, những cái xáo trộn do bệnh cho kinh tế, do chính trị đủ thứ hết, nó luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta một cái thông điệp muôn thuở là cuộc sống này đừng sống ỷ lại, đừng sống đinh ninh, và đừng bao giờ nghĩ rằng mình sống gì nó phải đẹp, cũng phải được mơn trớn, phải được vuốt ve, mà trái lại nhắc chúng ta một cái thông điệp rất là quan trọng là phải nói rằng đời sống này nó bị chi phối bởi vô thường, khổ vô ngã. Vô thường là không có cái gì nằm yên một chỗ như là chúng ta mong mỏi đâu, mà nó luôn luôn có những cái
xáo trộn những cái mà khiến chúng ta mất đi cái bình thường đó mới gọi là vô thường. Và cuộc sống nó vốn vô vị, rỗng không, và do vậy nó mới tạo ra rất là nhiều những cái mà trái ý nghịch lòng. Và cuộc sống nó không nằm ở trong chủ quyền của ai cả. Người ta tin là chủ quyền thuộc về vua chúa, chủ quyền thuộc về thượng đế, chủ quyền thuộc về thế này kia, nhưng mà thật ra cuộc sống nó là một sự xây vần, và nó không có thuộc về của ai hết. Và nghiệp lực đưa đẩy và trăm muôn ngàn cái lý do để nó tạo nên sự tồn tại của hữu vi pháp này. Và đối với tất cả đó, ngoài sự chánh niệm, ngoài cái trí tuệ hiểu biết, thì chúng ta rất cần một thái độ kham nhẫn. Người tu mà không có cái tinh thần kham nhẫn đó, thì thật ra chúng ta bị thiệt hại rất là nhiều. Tại vì sao vậy? Chúng tôi thưa với quý Phật tử một điều là không có một tôn giáo, không có một văn hóa, không có một nền triết học nào mà nhấn mạnh dạy dỗ chúng ta nhiều về nhẫn nại như là Phật giáo, như là lời dạy của Đức Phật. Khi Đức Phật ra đời đó, ngài có những điều nói về nhẫn nại, mà thí dụ như là chúng ta đọc ở trong Uvada Panibukha mà chúng ta thường tụng vào rằm tháng tư, thì Đức Phật ngài nói rằng nhẫn nại là cái trang sức của vị sa môn, là pháp bảo vệ sa môn. Nhẫn nại là sức mạnh của vị sa môn, là khí giới của vị sa môn, tức là nói chung là người tu tập đó. Khi chúng ta muốn nhập cuộc, muốn lên đường và muốn dấn thân vào cuộc tu đó, thì chúng ta nên bắt đầu nhận ra cái giá trị của sự nhẫn nại. Ban đầu thì có thể là mình không có được nhẫn nại lắm. Ban đầu mình cũng bực bội, cũng than phiền, cũng tâm sự với người này, tâm sự người kia. Vì lâu về dài đó, chúng ta sẽ thấy rằng những cái đó nó vô ích lắm. Dạ. Có những người mà đụng chuyện gì là cũng đi than phiền. Chúng tôi biết là có những vị sư đó, hãy mở miệng ra than đủ thứ chuyện hết. Chúng tôi thưa quý vị là nếu để than có nhiều chuyện để than lắm, nhưng mà mình than làm cái gì? Mình than thở để làm mình khổ thêm và chuyện khác khổ thêm. Chúng tôi không thấy ai than thở mà hạnh phúc hết. Dạ. Và cuộc sống của chúng ta nó sẽ cho một cái phần thưởng xứng đáng cho những người dám đối diện với nghịch cảnh, và trong sự đối diện đó đủ cái sự can đảm, đủ cái nghị lực và đủ cái khả năng chấp nhận. Và đôi khi thưa quý vị, chúng ta phải thấy một điều như vậy là ở trong kinh, ví dụ cái cưa trong Trung Bộ, Đức Phật ngài dạy rằng nếu chỉ có một người mà làm tổn thương chúng ta một cách nghiêm trọng, như là dùng cái cưa để mà cưa tay cưa chân, mà chúng ta nuôi cái tâm hận thù với người đó, thì mình chúng ta cũng chưa thực hành lời dạy của Đức Phật. Dạ. Lời dạy Đức Phật ngài dạy chúng ta là ở trong tất cả mọi hoàn cảnh, khi mà chúng ta không còn gì để giữ được bên ngoài đó, thì ráng giữ cái tâm mình. Dạ, ráng giữ tâm mình, và thà là giữ cái tâm mình được an tịnh, thà là giữ cái tâm của mình ít phiền não, hơn là chúng ta nghĩ rằng mình hay, mình giỏi trong cái chuyện hơn thua với người khác, để rồi tâm tư của chúng ta chất chứa đầy những cái độc tố của tham, độc tố của sân, độc tố của si. Nên ngoài cái chánh niệm, ngoài cái trí tuệ, thì chúng ta nên hướng tâm để cầu tu học cái sự, cái mà chúng ta gọi là hành nhẫn nại. Và điều sau cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay đó là ngày Mục Kiền Liên ấy, trong một lần mà ngài có nhận được cái lời dạy của Đức Phật để đi gặp một người cư sĩ, là một việc rất là tế nhị mà chúng ta không thấy ở nơi khác. Đó là người này đã đến để cung trình Đức Phật mà chư tăng đến nhà thọ trai. Nhưng mà ngay sau đó thì có một cái sự việc, đó là có một vị Phật tử khác là bà Supavasa bị bệnh rất là nặng, và bà nhờ người đến để thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để cúng dường. Và Đức Phật ngài biết rằng ở trong dịp đó ngài có thể độ cho bà Supavasa cho mình nhiều người, thì ngài mới dạy ngài Mục Kiền Liên đến gặp một cư sĩ. Và người cư sĩ mà đã thỉnh mời trai tăng trước đó, mà họ chấp nhận đó, thì Đức Phật ngài mới đồng ý đến nhà Supavasa để nhận sự cúng dường. Còn dĩ nhiên nếu người cư sĩ nói thoái thoát thì thôi. Thì thế, ví dụ vị cư sĩ này là một người rất tốt, rất tốt. Nhưng mà vị này xin ngài Mục Kiền Liên ba điều thôi. Đó là xin ngài làm thế nào để từ đây đến lúc mà ông có thể trai tăng, tức là sau cái ngày mà Supavasa đó, trong vòng 7 ngày đó, thì tài sản của ông vẫn nguyên vẹn,
Ngài Bụt Kiền Liên đồng ý. Và cũng xin Ngài bảo đảm là làm sao cho cái thọ mạng ông còn. Tức là không phải là tối nay ông chết đi, ông không có cái duyên để làm phước cho Đức Phật Chư Tăng. Ngài Bụt Kiền Liên đồng ý. Còn ông cư sĩ này cũng nói thêm rằng, từ đây đến lúc con làm phước, xin cho con giữ được cái tính tâm kiên cố. Thì Ngài Bụt Kiền Liên không đồng ý. Ngài nói cái chuyện đó đều phải tự lo lấy. Quý vị biết không, mỗi chúng ta đều phải tự chăm sóc lấy niềm tin của mình. Thì chúng ta không có để ý điều này đâu. Ở trong 10 cái nhân sanh hạnh phúc đó, cái điều thứ 10 đó là củng cố cái chánh kiến. Và mà đồng nghĩa là ngoài cái chánh kiến chúng ta còn có chánh tính. Mà chúng ta phải biết làm sao cái nhìn của chúng ta nó gần với Phật Pháp, thuận hợp với lời dạy của Đức Phật, và cái niềm tin của chúng ta đủ mạnh. Và những điều này đó không ai lo cho chúng ta được hết. Quý vị biết là một người xuất gia vào chùa tu mấy chục năm cũng chưa chắc là đã gìn giữ niềm tin của mình thành chánh kiến, chánh tính được. Muốn có chánh tính, chánh kiến và niềm tin đủ mạnh là mỗi chúng ta phải tự chăm sóc lấy. Cái cây của mình có thể nhờ khác đổ nước, tưới bông phân dùng, nhưng mà cái đức tin của chúng ta đó, thì chúng ta là người trước hết, trên hết và sau hết phải là người chăm sóc cái niềm tin của mình. Vì vậy, thưa quý vị, ở trong đầu năm, chúng ta mong rằng mỗi buổi chúng ta sẽ có đủ chánh niệm để tự biết, nhận rõ về những gì đang xảy ra ở thân tâm của mình. Xin cho chúng ta có đầy đủ trí tuệ để hiểu biết một cách sâu sắc, hiểu biết một cách tường tận những lời Đức Phật dạy mà có lợi lạc cho đời sống hàng ngày. Xin chúc chúng ta có đầy đủ sự nhẫn nại để đối diện với tất cả những nghịch cảnh, đối diện với những khó khăn ở trong chính thân tâm của mình và hoàn cảnh ở chung quanh những gì mà nó đến. Và sau cùng là xin cho chúng ta biết chăm sóc tốt, thật tốt đức tin của mình. Và chúng ta nhớ rằng đừng bao giờ phó thác cái việc chăm sóc đức tin đó cho bất cứ ai, cho thầy của mình hay cho chư tăng, cho người đại cảm. Chính chúng ta là người sẽ vun phân, sẽ nước, sẽ trau dồi đức tin của mình mỗi ngày một mạnh thêm, mỗi ngày một sáng thêm, và mỗi ngày có một cái sự chân chánh thêm. Thì với tất cả những điều đó, chúng ta sẽ bước vào một năm mới được những điều tốt lành. Và Đức Phật Ngài nhắc chúng ta rằng trong tất cả những hiện tượng các pháp, có một hiện tượng là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, thì hạnh phúc sẽ theo ta sau như bóng không rời hình. Đơn giản thôi. Và nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Và xin cho chúng ta có được sự kinh an, có được sự nhẹ nhàng, có được một niềm hạnh phúc chân thật trong cuộc đời này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma nhân ngày đầu năm 1 tháng Giêng 2022. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta có ngày sau cùng của tuần lễ sinh hoạt đặc biệt. Và chủ đề của ngày mai đó là những gì mà đáng cho chúng ta quan tâm đối với tương lai. Bởi vì hôm nay chúng ta nói về cái nội tâm an tịnh là cái suối nguồn của hạnh phúc, thì ngày mai chúng ta sẽ có một chút suy tư về tương lai qua cái nhìn của người con Phật. Xin được đảnh lễ và trưa chân chư tôn đức đã vào trung trong ngày hôm nay nhưng ngày đầu năm để chúc lành, cũng như có những chia sẻ cho toàn thể quý Phật tử. Và cầu chúc tất cả quý vị Phật tử có một năm mới an lạc cát tường. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã ban bố cho chúng con những lời dạy thật nhiều ý nghĩa trong ngày đầu năm, và chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.
Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.